Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 15. Cái gì, đây là? Hứa Sơn Cư nghe vậy, toàn bộ khuôn mặt đầy vẻ chấn động, không thể tin được mà nói, cậu chủ, ngày đó cậu đánh bại tôi, bằng chính thực lực của cậu, nhưng tôi có thể cảm nhận được, thực lực của cậu cũng không cao hơn tôi quá nhiều. Mà Thiên Tông và Địa Tông đỉnh phong, khoảng cách ở giữa là cách biệt quá lớn, sao cậu có thể loại bỏ được Đoàn Tứ Hải chứ? Sau khi kịp phản ứng, Hứa Sơn Cư lộ ra một nụ cười khổ, cũng không tin chuyện này. Ha ha! Tô Thương nghe vậy, đầu tiên là cười to, sau đó đột nhiên phóng ra một luồng uy thế kinh khủng, trong nháy mắt dồn ép Hứa Sơn Cư. Cậu! Luồng khí tức này, dũng mãnh đáng sợ, mọi thứ bảy biện trong phòng đều đang bị làm cho rung chuyển. Uy thế mạnh quá! Hứa Sơn Cư giật nảy cả mình. Dưới luồng khí tức này, cơ thể không khống chế được mà uốn lượn, cuối cùng bay nhảy rồi quỳ dưới đất, bộ dạng ông ấy thấp thỏm lo âu nói, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ không nên nghi ngờ cậu chủ, xin cậu chủ thu hồi khí tức lại. Lúc trước, là thời điểm Tô Thương ở mức luyện khí tầng thứ 7, thì có thể đánh bại Hứa Sơn Cư ở cảnh giới Địa Tông Điền Phong rồi. Bây giờ, Tô Thương thành công đặt lên đến luyện khí tầng thứ 8, khí tức mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Có thể đánh nhau với Thiên Tông sơ kỳ, tất nhiên có thể nhẹ nhàng ép Hứa Sơn Cư rồi. Tô Thương thu hồi uy thế của mình, khẽ cười nhẹ nói, Hứa Sơn Cư, bây giờ đã tin tôi có năng lực giết chết Đoàn Tứ Hải rồi chứ? Tin tưởng, thuộc hạ tin tưởng, Hứa Sơn Cư như chút được gánh nặng, vội vàng trả lời. Đại trưởng lão, Đồng Văn Thắng bên cạnh thấy cảnh này. Vừa cười vừa nói, cậu chủ không chỉ giết Đoàn Thứ Hải, mà nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão của Vô Ảnh Tông các ông cũng đều bị cậu chủ giết chết. Bây giờ, Vô Ảnh Tông chỉ là một cái xác sống, cái tông môn này nếu có tồn tại được thêm bao lâu đi nữa, thì cũng sẽ bị thế lực khác thay thế thôi, ông không cần lo lắng gì cả, không ai dám tìm đến cậu chủ gây phiền phức đâu. Nói đến cậu chủ, Đồng Văn Thắng tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Được. Hứa Sơn Cư, ông đứng lên đi, hôm nay tôi muốn giúp ông đặt chân lên Thiên Tông. Tô Thương nhấc tay lên cười nói. Thiên Tông. Hứa Sơn Cư chậm rãi đứng dậy, biểu cảm có chút kinh ngạc, mặc dù ông ấy không muốn nghi ngờ cậu chủ, nhưng mà chuyện này có phần quá hư ảo rồi. Mặc dù mình đặt chân đến Địa Tông đỉnh phong nhiều năm, nhưng cũng không phải nói tùy tiện là có thể trở thành cao thủ Thiên Tông được, cậu chủ có thể có phương pháp gì chứ? Chẳng lẽ, cậu chủ vì muốn triển khai đề hồ quán đỉnh, để đem chân khí truyền cho mình sao? Nghĩ đến đây, Hứa Sơn Cư trực tiếp phủ nhận cái suy nghĩ này luôn. Đề hồ quán đỉnh, thực sự có thể giúp người ta đột phá. Cho dù là người bình thường, khi đi qua đề hồ quán đỉnh, cũng có thể trở thành cao thủ luyện võ. Nhưng mà đề hồ quán đỉnh, đối với người áp dụng nó thì tổn hại cực kỳ lớn. Bình thường chỉ có những tiền bối luyện võ mạnh mẽ sắp chết, thì mới truyền hết tất cả công lực của mình cho hậu bối. Với tình huống bình thường, cao thủ tiền bối thường là những người sống lâu, toàn dựa vào chân khí chống đỡ. Sau khi truyền công lực qua, chân khí trong cơ thể khô cạn, cao thủ tiền bối đã truyền công lực đi thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù là cao thủ 5, 60 tuổi, một khi đem công lực truyền cho người khác, thì tuổi thọ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đề hồ quán đỉnh, không chỉ có hại rất lớn đối với người truyền công lực, mà người nhận được công lực đó cũng có ảnh hưởng nhất định. Sau khi tiếp nhận công lực, người tiếp nhận lúc ấy có thể đạt cảnh giới gì, thì cả đời này cũng sẽ chỉ ở cảnh giới đó, nửa bước cũng có mà tiên thêm được. Quan trọng nhất là, trong quá trình truyền công, chân khí sẽ bị hao tổn. Một vị cao thủ Thiên Tông truyền công, người tiếp nhận chỉ có thể trở thành Địa Tông trung kỳ, hậu kỳ. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là Địa Tông đỉnh phong, không thể nào thừa kế được cảnh giới Thiên Tông. Hứa Sơn Cư tuổi đã cao, đã đi đến cảnh giới cuối cùng, nếu có người nguyện ý truyền nội công cho ông ấy, để ông ấy trở thành Thiên Tông, chắc chắn ông ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng cậu chủ tuổi còn trẻ, sao lại đem công lực để truyền cho mình chứ? Coi như cậu chủ tự nguyện, chắc hẳn với thực lực của cậu chủ, cũng không có cách nào thông qua đề hồ quán tính để làm cho mình trở thành Thiên Tông được. Vì thế, Hứa Sơn Cư phủ định cái suy nghĩ này luôn, trong lòng tràn đầy hoài nghi chất vấn.
Lưu Huy, Vương Trại, Đồng Văn Thắng. Ba người qua đây, đóng cửa lại, đứng thành một hàng. Lúc này, Tô Thương thản nhiên mở miệng nói, tiếp theo, tôi sẽ để mọi người đột phá đến địa tông trước, còn cụ thể có thể đột phá đến cảnh giới nào thì phải dựa vào vận mệnh của chính mình rồi. Vâng. Ba người đã có được lợi ích này rồi, tất nhiên là rất tin tưởng Tô Thương, sau khi cung kính trả lời, liền dựa theo lời Tô Thương nói mà làm. Sau đó, Tô Thương bấm huyệt hai tay, rất nhanh liền lấy linh khí trong cơ thể, chuyển hóa thành ba đường chân khí thích hợp cho người luyện võ hấp thụ, mỗi một luồng chân khí, đều tản ra uy thế cường đại. Vù vù, vù vù. Sau một lúc, ba đường chân khí này liền chia ra làm ba phía, nhập vào cơ thể Lưu Huy, Vương Trại, Đồng Văn Thắng. Ba người này vì thế mà rung lên một cái, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn, sắc mặt có chút thống khổ. Trước đây tôi cho mọi người chân khí, đối với mọi người mà nói thì cũng không phải là quá nhiều, lần này, tôi trực tiếp cho mọi người một luồng chân khí cực kỳ mạnh, vì thế mọi người sẽ cảm thấy khó hấp thụ hơn. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, nhưng thống khổ và thành quả lại có quan hệ trực tiếp với nhau, sau khi hấp thụ được luồng chân khí này, mọi người ít nhất có thể vượt qua được những cảnh giới nhỏ để tiến thẳng lên địa tông. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Bây giờ bắt đầu luyện hóa, tôi bảo vệ cho mọi người. Cảm ơn cậu chủ. Ba người cung kính trả lời, ngay sau đó ngồi khoanh chân, vội vàng chuyển động nội công tâm pháp của chính mình. Thật sự là đề hồ quán đỉnh. Không đúng, lại không giống với đề hồ quán đỉnh. Hứa Sơn Cư bên cạnh thấy vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Thương cau mày nói, đề hồ quán đỉnh. Hứa Sơn Cư không giấu giếm. Lấy câu chuyện về đề hồ quán đỉnh, nói rõ ràng với Tô Thương. Ha ha, phương pháp này của tôi, cũng không khác đề hồ quán đỉnh lắm, thật sự cũng có chỗ giống nhau. Tô Thương cười cười nói, người được tôi dùng phương pháp này để nâng cao thực lực, đời này muốn dựa vào chính mình để đột phá tiếp là không thể có cách nào được, nhưng chỉ cần là người thay tôi giải nạn, thì tôi sẽ tiếp tục giúp họ đột phá. Ví dụ như ba người họ, đều làm việc cho tôi. Vốn dĩ họ chỉ là hóa kình mà thôi, tôi đã đưa họ trở thành tông sư. Tô Thương nhếch miệng lên, nói tiếp qua hôm nay, họ sẽ đặt chân lên địa tông, tương lai không lâu, họ thậm chí có thể trở thành thiên tông. Nghe được những lời này, Hứa Sơn Cư cực kỳ hưng phấn, hơi thở đều trở nên dồn dập hơn. Nhưng ngược lại, ông ấy liền hỏi, cậu chủ, làm như vậy, cậu không bị tổn thương gì sao, chân khí của cậu có bị cạn kiệt không? Còn tuổi thọ nữa, sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Tuổi thọ hả, đương nhiên là sẽ không rồi. Tô Thương lắc đầu, tiếp tục nói, về phần chân khí. Ha ha, tôi sử dụng không phải là chân khí, mà là tôi đang tiêu hao năng lượng, đây là thứ tôi có thể bổ sung được, không giống như đề hồ quán đỉnh của cổ võ, truyền ra chính là chân khí nguyên bản, không có cách nào để bổ sung, một khi người làm đề hồ quán đỉnh, thì sẽ vĩnh viễn mất đi chân khí. Đây là, phương pháp thật khác thường, tôi sống được từng này tuổi rồi, chưa từng nghe qua. Hứa Sơn Cư không chịu được mà nuốt nước miếng, ánh mắt tùy tiện nhìn vào trên cơ thể ba người đó. Giờ phút này, Lưu Huy, Vương Trại, Đồng Văn Thắng, toàn thân ba người ánh sáng lập lòe, chân khí vần quanh, khí tức của mỗi người đều kéo lên theo từng thời điểm. Sau một lúc, ba đường chân khí này liền chia ra làm ba phía. Nhập vào cơ thể Lưu Huy, Vương Trại, Đồng Văn Thắng. Ba người này vì thế mà rung lên một cái, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn, sắc mặt có chút thống khổ. Trước đây tôi cho mọi người chân khí, đối với mọi người mà nói thì cũng không phải là quá nhiều, lần này, tôi trực tiếp cho mọi người một luồng chân khí cực kỳ mạnh, vì thế mọi người sẽ cảm thấy khó hấp thụ hơn. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói. Nhưng thống khổ và thành quả lại có quan hệ trực tiếp với nhau, sau khi hấp thụ được luồng chân khí này, mọi người ít nhất có thể vượt qua được những cảnh giới nhỏ để tiến thẳng lên địa tông. Ở Huyền Thiên Tiên vực không có hệ thống cổ võ này, loại trận pháp chuyển hóa này tất nhiên cũng không có. Chẳng qua Tô Thương trên đời này chính là một bậc thầy trận pháp, nói về trận pháp thì anh ấy chắc chắn là ở mức độ đỉnh phong, để sáng tạo một trận pháp kiểu thế này cũng không phải là việc khó. Sau đó, Tô Thương hai tay bấm huyệt,
hai mắt khép hờ, bắt đầu nghiên cứu phát triển trận pháp chuyển hóa. Khoảng nửa tiếng sau, trận pháp liền thành hình. Khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó lấy ra 200 viên đá năng lượng, toàn bộ đều đặt vào mắt trận. 200 viên đá năng lượng, chuyển hóa thành chân khí cũng đủ rồi. Tô Thương cười nói. Hứa Sơn Cư bên cạnh, mặc dù không biết cậu chủ đang bận gì, nhưng nhìn thấy cậu chủ lộ ra một nụ cười, thì biết cậu chủ đã thành công, chịu không được mà hỏi, cậu chủ, tôi thật sự có thể trở thành Thiên Tông sao? Cứ thử đi rồi biết. Tô Thương cười nói, bây giờ ông ngồi trên giường, vận chuyển nội công tâm pháp của ông, cứ điên cuồng mà hấp thụ chân khí cho tôi. Vâng. Hứa Sơn Cư cực kỳ kích động, sau đó bình tĩnh lại, vội vàng làm theo lời cậu chủ. Lúc này, bốn người, nô lệ của Tô Thương, đều trong phòng tu luyện, chính anh ấy ở bên cạnh bảo vệ. Sở dĩ muốn để họ mạnh hơn, là để nâng cao sức mạnh tổng thể của nhà họ Tô. Thử nghĩ mà xem, sau này nhà họ Tô Địa Tông đông như kiến, Thiên Tông đi khắp mọi nơi, cái gì gọi là vùng núi tế trời đó, còn không phải là gà đất chó ngói hay sao? Đến lúc đó, nhà họ Tô mới là đệ nhất gia tộc cổ võ, vùng núi tế trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ hay vùng núi giữa núi và biển, những thế lực này đến tư cách sách xếp cho nhà họ Tô cũng không có. Cứ như vậy, chớp mắt một tiếng đồng hồ qua đi. Đồng Văn Thắng kết thúc tu luyện đầu tiên, tiếp theo là Lưu Huy và Vương Trại, cũng lần lượt kết thúc. Trong ba người này, thiên phú của Đồng Văn Thắng tương đối kém, vì thế chỉ miễn cưỡng đặt chân lên Địa Tông, cũng không hề tiến thêm một bước. Còn Lưu Huy và Vương Trại, thiên phú tốt hơn một chút, nhờ cơ hội lần này, đã thành công thăng cấp lên Địa Tông hậu kỳ, thực lực không kém Tô Kiền Khôn bao nhiêu. Địa Tông, thật sự trở thành Địa Tông rồi. Đồng Văn Thắng kích động, chân tay luống cuống, sau khi kịp phản ứng, cung kính quỳ trên mặt đất, cảm ơn cậu chủ đã ban thưởng. Lưu Huy và Vương Trại cũng thế, ánh mắt nhìn Tô Thương tràn đầy kính sợ. Mọi người làm cho tốt, tôi nói thật, sau này mọi người có cơ hội còn có thể sẽ đặt chân lên Thiên Tông nữa. Tô Thương khẽ gật đầu, lập tức khoát tay một cái rồi nói, bây giờ, mọi người đi xuống trước đi. Vâng. Ba người chắp tay trả lời, sau đó liền khom người, lui ra khỏi phòng, còn Vương Trại đi ra sau cùng, cũng đóng cửa lại luôn. Sau khi ba người Lưu Huy rời đi, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Hứa Sơn Cư. Lúc này, sắc mặt Hứa Sơn Cư nghiêm túc, vẫn đang nhanh chóng hấp thụ trận pháp đang chuyển hóa thành chân khí, ông ấy nhìn thấy mình có thể đột phá được lên Thiên Tông. 200 viên đá năng lượng, sắp bị hút khô rồi. Không ngờ rằng chỉ thăng cấp Thiên Tông mà lại tiêu hao nhiều đá năng lượng như vậy. Tô Thương nhíu mày suy tư một lát, sau đó nói, đã quyết định đào tạo rồi, thì chỉ có làm hay không làm, nếu đã quyết định làm thì làm cho xong, lấy thêm 500 viên đá năng lượng, xem ông ấy có thể tăng thêm được đến bước nào. Nghĩ đến đây, Tô Thương không do dự mà lấy thêm 500 viên đá năng lượng nữa, để vào mắt trận. Vù! Trong chốc lát, ánh sáng trận pháp mãnh liệt, chuyển hóa tốc độ cao hơn gấp mấy lần. Tạch! Gần như là trong khoảnh khắc, Hứa Sơn Cư liền đột phá đến cảnh giới Thiên Tông. Võ đạo Thiên Tông, uy thế ngút trời. Thiên Tông hả, mình cuối cùng cũng đặt chân đến Thiên Tông rồi, cảm ơn cậu chủ, ơn này vĩnh viễn không bao giờ quên. Hai mắt Hứa Sơn Cư đỏ ngầu, cảm kích nói. Đừng dừng lại, tiếp tục hấp thu cho tôi. Để xem có thể thăng cấp lên được Thiên Tông hậu kỳ hay không. Tô Thương thản nhiên nói. Vâng. Hứa Sơn Cư nghe vậy, hai mắt liền khép hờ, tiếp tục hấp thu trận pháp chuyển hóa chân khí. Lại qua thêm một giờ, trận pháp chuyển hóa đã mất đi sự lộng lẫy, trước sau tổng cộng 700 viên đá năng lượng, toàn bộ biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, Hứa Sơn Cư thành công thăng cấp Thiên Tông hậu kỳ, trên cơ thể phát ra uy thế. Làm người khác chấn động cả hồn phách. Cho dù là Tô Thương, đứng dưới uy thế này, cũng chịu không được mà lùi về sau mấy bước, suýt nữa còn bị chấn thương. Tô Thương bây giờ, chỉ có thể đối phó với Thiên Tông sơ kỳ, thi triển huyết tế, có thêm chìa khóa của Đông Phủ thì mới có thể đối phó với Thiên Tông trung kỳ. Mà Hứa Sơn Cư, đã đặt chân đến Thiên Tông hậu kỳ, vượt xa khỏi khả năng có thể đối phó được của Tô Thương.
Lúc này, Hứa Sơn Cư nhìn thấy Tô Thương bị chính mình đẩy lui, chẳng những không tỏ vẻ đắc ý, ngược lại còn sợ xanh mặt. Ông ấy nhanh chóng thu lại uy thế xung quanh, sau đó vội vàng từ trên giường bước xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính tự trách mình nói, thuộc hạ đáng chết, không khống chế tốt khí tức của mình, xin cậu chủ trách phạt. Đứng lên đi. Tô Thương nhìn Hứa Sơn Cư, thản nhiên nói, ông vừa tăng cấp, chuyện này cũng không trách ông được, nhưng lần sau không được như thế này nữa, nếu ông vừa rồi đối với tôi sinh ra bất kỳ một chút bất kính nào, trước khi ông ra tay giết tôi, thì ông đã trở thành một cái xác rồi. Vâng. Cảm ơn cậu chủ tha thứ. Hứa Sơn Cư chậm rãi đứng lên, trên trán chảy mồ hôi lạnh, ông ấy biết, cậu chủ không hề nói dối. Dù cho mình mạnh cỡ nào, thì sống chết của mình cũng đều ở trong suy nghĩ của cậu chủ. Ừ. Tô Thương hài lòng gật đầu, vội vàng hỏi tiếp, Hứa Sơn Cư, Thiên Tông hậu kỳ, ở giới luyện võ trong tông phái thì tính là mức độ gì? Rất mạnh. Hứa Sơn Cư khó mà che giấu được vui sướng trong lòng, vừa cười vừa nói, tông sư sơ kỳ, thì đã có thể khai thông lập phái rồi, theo tôi được biết, tông phái trung đẳng trong giới luyện võ, người mạnh nhất chính là Thiên Tông trung kỳ, tông phái thượng đẳng, người mạnh nhất mới có thể là Thiên Tông hậu kỳ. Cậu chủ, lấy thực lực của thuộc hạ mà nói, nếu là chiếm giữ được một ngọn núi lớn, thì có thể ép được cả một tông phái trung đẳng. Tô Thương hỏi tiếp, trong giới luyện võ, có bao nhiêu tông phái thượng đẳng? Ngoại trừ vùng núi Tế Trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, vùng núi giữa trời và biển, ba nơi khổng lồ này không thể vượt qua được, thì tông phái thượng đẳng không quá 10 nơi. Hứa Sơn Cư trả lời. 10 nơi, nói như vậy, Thiên Tông hậu kỳ cũng được tính là cao thủ hàng đầu rồi. Tô Thương lộ ra một nụ cười, có Hứa Sơn Cư đi theo, thì mình cũng xem như có thêm một chút sức mạnh. Đúng lúc này, Hoa Thời mà gọi điện thoại đến, nói rằng đại hội thầy thuốc sắp bắt đầu, dục Tô Thương nhanh chóng đi đến Vân Sơn Trang. 20 phút nữa thì tôi sẽ có mặt ở đó, ông ở ngoài Sơn Trang chờ tôi. Tô Thương trả lời, sau khi tắt điện thoại liền khẽ cười nói, Hứa Sơn Cư, đi, đi với tôi đến Vân Sơn Trang một chuyến. Tuân lệnh, Hứa Sơn Cư cung kính trả lời. Sau đó, Tô Thương liền dịch dung thành hình dáng Tô Huyền Thiên, đưa theo kim bài đả thủ Hứa Sơn Cư, thẳng đến Vân Sơn Trang. Bây giờ Hứa Sơn Cư đã chạm đến thời kỳ cuối Thiên Tông. Theo lời Hứa Sơn Cư nói, cảnh giới này có thể chiếm giữ tông phái nhất đẳng, trong giới võ thuật thì đây thuộc cảnh giới vô cùng mạnh. Chuyến đi đến Sơn Trang Y Vân lần này có Hứa Sơn Cư đi cùng, làm cho Tô Thương tràn đầy năng lượng. Bởi vì thời gian gấp rút nên cả hai không lái xe, băng băng xuyên qua màn đêm với tốc độ đáng nể. Khoảng mười mấy phút sau, Tô Thương và Hứa Sơn Cư đã tới Sơn Trang Y Vân. Lúc này, Sơn Trang Y Vân canh phòng rất nghiêm ngặt, ngoài cửa có mấy tông sư võ đạo đang canh giữ, người làm ra vào đều phải xác minh thân phận. Lúc này Tô Thương đi đằng trước, Hứa Sơn Cư đi sau Tô Thương, không dám thẳng lưng, vẻ mặt tràn đầy cung kính, giống như một tên người hầu trung thành tận tâm. Đứng lại. Hai người vừa mới đi tới cửa Sơn Trang Y Vân đã bị người canh giữ ngăn lại, trong đó có một ông lão áo đen hơn 60 tuổi đến gần, nhàn nhạt mở miệng, đêm nay Sơn Trang Y Vân bị bao vây, người không có nhiệm vụ thì mau trở về. Ông lão áo đen là cấp dưới của Dược Vương Điện. Từng nhận được lợi ích của Dược Vương Điện, thuộc người làm ngoài biên chế, sức mạnh đương nhiên là tông sư cấp đỉnh phong. Lần này Dược Vương Điện tổ chức đại hội y thuật ở Sơn Trang Y Vân, lập tức mời ông ta tới giữ trật tự an ninh. Không chỉ có mình ông ta, mà bên cạnh còn có vài cao thủ cảnh giới tông sư, toàn bộ đều là cấp dưới của Dược Vương Điện, đến đây để trả ơn. Ông lão áo đen này là người mạnh nhất. Ông ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay trên người Tô Thương và Hứa Sơn Cư không có chân khí chuyển động, mà chỉ là người bình thường. Mà đêm nay chỉ có y sư của Dược Vương Điện mới có thể đi vào Sơn Trang Y Vân. Mà đã là y sư của Dược Vương Điện thì cho dù thiên phú có kém đến đâu thì cũng là người luyện võ. Bởi vì nguồn dược liệu dồi dào, cho dù y sĩ có tài năng võ thuật tệ đến đâu cũng đều nghĩ cách để trở thành người luyện võ. Và rất dễ nhận thấy, trong mắt ông già áo đen, Tô Thương và Hứa Sơn Cư không phải y sĩ của Dược Vương Điện, cho nên mới đứng ra ngăn cản.
người không có nhiệm vụ. Tô Thương nghe vậy thì lộ ra nụ cười trầm ngâm, sau đó thản nhiên nói, tôi đến đây để tham gia đại hội y thuật, không muốn gây phiền phức, tránh ra. Ha ha, tên nhóc con, đây là thái độ mà cậu nói với tôi sao? Ông lão áo đen nghe anh nói như vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, quanh người tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn bao trùm Tô Thương, đồng thời lạnh lùng nói, quỳ xuống cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy cao thủ tông sư có mặt ở đó đều lộ ra biểu cảm xem chuyện vui, không hề để Tô Thương vào mắt. Có điều, chuyện ngoài dự tính đã xảy ra. Chẳng những Tô Thương không bị sức mạnh của ông lão áo đen ảnh hưởng, mà còn khẽ cười nói, Hứa Sơn Cư, cho ông ta biết tay xem nào, giữ lại mạng ông ta. Vâng, ông chủ. Nhận được lệnh của Tô Thương, Hứa Sơn Cư chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng lại phóng ra một luồng sức mạnh. Bù. Thoáng chốc, luồng sức mạnh này lập tức đè nén không khí vang dội ầm ầm. Gần như chỉ trong nháy mắt, ông lão áo đen đã lập tức quỳ sụp hai gối xuống đất, chảy máu mũi miệng. A! À. Ông lão áo đen quỳ trên mặt đất ôm đầu kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn, đồng thời cũng vội vàng cầu xin tha thứ, xin lỗi, tôi sai rồi, xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ. Bởi vì lúc nãy Tô Thương có dặn dò phải giữ lại mạng cho ông lão áo đen, cho nên Hứa Sơn Cư lập tức thu hồi sức mạnh. Ông ta từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, vẫn luôn cung kính đứng sau bảo vệ Tô Thương. Soạt. Chỉ vỏn vẹn một luồng sức mạnh như vậy đã bức cao thủ tông sư cấp đỉnh phong quỳ xuống cầu xin tha thứ, chuyện này kinh khủng quá rồi, chẳng lẽ người trước mặt là cường giả địa tông sao? Một màn vừa xảy ra nháy mắt đã làm nên sóng to gió lớn, mấy tông sư bảo vệ xung quanh đều nơm nớp lo sợ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mau, mau đi báo cho tiền bối đường. Đúng vậy, tiền bối đường là viện trợ bên ngoài được Dược Vương Điện mời tới, sức mạnh đã chạm tới Thiên Tông rồi, ông ta ra mặt chắc chắn sẽ áp chế được người này. Trong lúc bối rối có người nói. Không cần đâu, tôi tới rồi. Đúng lúc này, một ông lão mặc kiểu tôn trung sơn, bóng người chợt lóe, chớp mắt đã có mặt tại đây. Người này có gương mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng, ăn mặc kiểu tôn trung sơn, tinh thần có vẻ đang phấn chấn. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không hề có chút dáng vẻ già yếu nào. Tôi là Đường Bắc Hỷ, tông chủ Lạc Vân Tông, đêm nay Dược Vương Điện tổ chức đại hội y thuật, tôi may mắn được mời tới để giữ trật tự. Ông lão mặc kiểu tôn trung sơn, Đường Bắc Hỷ nhìn Tô Thương bình tĩnh nói, không biết hai vị là ai. Vì sao lại tự tiện xông vào Sơn Trang Y Vân? Tô Thương không hề sợ hãi, đón nhận ánh mắt của Đường Bắc Hỷ, khẽ cười nói rồi, tôi đến để tham gia đại hội y thuật, không muốn gây phiền phức. Cậu là y sư mà Dược Vương Điện ghi tên trong danh sách sao? Ánh mắt Đường Bắc Hỷ vẫn không rời khỏi Tô Thương. Ông ta là tông chủ nhất tông, từng tiếp xúc vô số người. Đương nhiên sẽ biết được người vừa rồi ra tay đánh bại ông lão áo đen chỉ là cấp dưới của vị công tử trẻ tuổi này mà thôi. Bởi vậy, mặc dù Đường Bắc Hỷ kiêng nể Hứa Sơn Cư nhưng không nói chuyện với Hứa Sơn Cư. Lúc này Tô Thương lắc đầu nói, không phải, trước mắt mà nói tôi và Dược Vương Điện không hề có liên quan gì với nhau. Vậy thì ngại quá, điện chủ có lệnh, đêm nay chỉ có y sư của Dược Vương Điện mới được tiến vào Sơn Trang Y Vân. Đường Bắc Hỷ cũng không muốn đắc tội Tô Thương, vì thế khách sáo nói, hai vị, xin mời về cho. Nếu như tôi nhất định muốn vào thì ông sẽ làm gì? Vẻ mặt Tô Thương lạnh lẽo, nhướng mày nói. Nhận ân huệ của người khác phải thay người đó diệt trừ mối nguy hại. Năm đó lúc tôi chạm đến Thiên Tông, may mà được Dược Vương Điện tặng thuốc, nếu hôm nay cậu xông vào thì tôi chỉ đành không khách sáo với cậu. Nói xong, ánh mắt Đường Bắc Hỷ lướt qua Tô Thương. Nhìn chằm chằm Hứa Sơn Cư, sắc mặt khó coi nói, đừng tưởng rằng cấp dưới này của cậu đánh bại cao thủ tông sư, thì cậu thật sự cho rằng không ai ngăn cản được. Phải không? Tô Thương nghe vậy, cười đùa nói, Hứa Sơn Cư, ông ta thật kiêu ngạo, bảo ông ta quỳ xuống cho tôi. Tuân lệnh. Hứa Sơn Cư nhận lệnh, không nói lời dư thừa, cũng không ra vẻ, ông ta phóng ra một luồng sức mạnh như ban nãy. Phịch. Thoáng chốc, Đường Bắc Hỷ lập tức quỳ trên mặt đất, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Chuyện này. Sức mạnh thật kinh khủng, cậu là Thiên Tông đỉnh phong sao? Đường Bắc Hỉ run rẩy hỏi. Không sai. Hứa Sơn Cư lạnh lùng nói, vậy bây giờ ông chủ của tôi vào Sơn Trang Y Vân được rồi chứ? Được, đương nhiên là được. Đường Bắc Hỉ không hề do dự, lập tức đồng ý. Ha ha, ông lão, ông không cần lo lắng đâu. Tôi nói rồi, tôi chỉ tới đây tham gia đại hội y thuật thôi, không hề tới để gây rối. Hứa Sơn Cư, chúng ta đi thôi. Tô Thương nở nụ cười, sau đó dẫn theo Hứa Sơn Cư tiến vào Sơn Trang Y Vân. Đưa mắt nhìn theo hai người đi xa, Đường Bắc Hỉ mới như chút được gánh nặng mà vội vàng đứng lên, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc thanh niên này là ai vậy? Cường giả thời kỳ cuối Thiên Tông hoàn toàn có thể thành lập một tông phái nhất đẳng, mà lại cam tâm tình nguyện làm cấp dưới cho cậu ta, thật không thể tưởng tượng nổi. Thật sự cậu ta đến Sơn Trang Y Vân chỉ để tham gia đại hội y thuật thôi hay sao, hay có lẽ là có mục đích gì khác chăng? Nghĩ tới đây, Đường Bắc Hỉ có hơi đấu tranh, sau đó nhảy lên biến mất, rời khỏi Sơn Trang Y Vân không hề quay đầu lại. Ông ta không muốn rước họa vào thân. Cặp đôi ông chủ và cấp dưới này mạnh thật, ngay cả tiền bối Đường cũng chạy trốn, xem ra không thể ở lại Sơn Trang Y Vân lâu được. Đúng vậy. Mặc dù chúng ta nhận ân huệ của Dược Vương Điện, nhưng cũng không đến mức phải bỏ mạng ở đây. Tiếp đó, mấy cao thủ cảnh giới tông sư có mặt lập tức giải tán, không một ai ở lại. Dược Vương Điện có ơn với những người này nên họ qua đây giúp làm chút việc. Nhưng bây giờ thấy Hứa Sơn Cư mạnh như vậy dĩ nhiên là bị dọa sợ chết khiếp, không muốn ở lại mạo hiểm. Lúc này Tô Thương và Hứa Sơn Cư đã tiến vào Sơn Trang Y Vân. Cả hai đang nhàn nhã đi bộ. Sơn Trang Y Vân có diện tích hơn 10 mẫu, còn lớn hơn trang viên nhà họ Tô một chút. Bên trong có dòng chảy hòn non bộ, kiến trúc cổ điển nhiều vô kể, hơn nữa còn vô cùng tinh xảo. Nghe nói Sơn Trang Y Vân này là kiến trúc thuộc mấy trăm năm trước, được coi như là nhà ở cổ xưa, mười mấy năm trước đã được tu sửa một lần, hàng năm đều có chuyên gia đến bảo dưỡng định kỳ. Đây là lần đầu tiên Tô Thương đến Sơn Trang Y Vân, nhất thời bị phong cách và của kiến trúc trang viên hấp dẫn. Sư phụ, cuối cùng ngài cũng tới rồi, đại hội y sư đã bắt đầu rồi đấy. Lúc này, Hoa Thời Mạc lên đón tiếp, trước tiên là cung kính chào hỏi, sau đó lo lắng nói, chúng ta mau vào đi, tôi đã lén viết tên của ngài vào danh sách tham gia tranh cử, đến lúc đó ngài chỉ cần lộ ra một chút sức mạnh là có thể chinh phục được những y sư kia. Từ đó trở thành trưởng lão Dược Vương Điện. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó vừa đi theo Hoa Thời Mạc về phía trước, vừa hỏi, Hoa Thời Mạc, ta quên hỏi ông, cao thủ mạnh nhất Dược Vương Điện là cảnh giới gì? Mạnh nhất? Hoa Thời Mạc ngừng một chút, sau đó trả lời, chắc là điện chủ đấy, nghe nói đã chạm đến thời kỳ cuối Thiên Tông rồi. Chủ nhân, tuy rằng thời kỳ cuối Thiên Tông rất mạnh, nhưng còn lâu mới sánh ngang với các tông phái hàng đầu. Trong giới luyện võ, hai bàn tay cũng không đếm xuể số người luyện võ có sức mạnh đạt tới thời kỳ cuối Thiên Tông. Hoa Thời Mạc nói tiếp, hơn nữa, giống như vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, loại quái vật khổng lồ này có người luyện võ mạnh mẽ hơn. Hôm nay tất cả y sư của Dược Vương Điện đều tới đây, điện chủ hẹn gặp tất cả y sư vào buổi chiều. Mơ hồ tiết lộ một tín hiệu. Hoa Thời Mạc nhìn xung quanh thấy không có ai mới nhỏ giọng nói, thật ra, Dược Vương Điện chúng tôi hàng năm đều cống nạp đan dược cho ba thế lực lớn vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ này. Có điều, điện chủ nói mấy năm gần đây sức ăn của ba thế lực lớn này càng ngày càng lớn, thậm chí một vài tông phái nhất đẳng cũng liên hợp lại đòi tài nguyên ở Dược Vương Điện. Hoa Thời Mạc cười khổ nói, mặc dù Dược Vương Điện nắm trong tay đa số các y sư trong thiên hạ, nhưng khổ nỗi không có cao thủ chí cường chấn giữ, thế cho nên chỉ đành cúi đầu làm hài lòng các tông phái lớn. Ông chủ! Nói đến đây, Hoa Thời Mạc nhìn Tô Thương không nhìn được nói, lúc trước tôi đã từng nói với ngài, sở dĩ địa điểm tổ chức đại hội y sư lần này là ở Giang Bắc, chính là vì ngài. Điện chủ Trương Nhược Mộc muốn đưa ngài nhập môn bồi dưỡng thật tốt. Hy vọng tương lai không xa ngài có thể trưởng thành, phá vỡ tình thế bế tắc như bây giờ. Hoa Thời Mạc nói tiếp,
cho nên chỉ cần ngài xác minh thân phận, điện chủ chắc chắn sẽ đối xử lễ nghĩa với ngài, dù ngài muốn mai rùa nghìn năm cũng sẽ dễ dàng lấy được. Ừm. Tô Thương nghe vậy, gật đầu nói, ta biết rồi, xem tình trước đã, có cơ hội ta sẽ tự xác minh. À, ông chủ. Hoa Thời Mạc cười nói, ngài không cần tự xác minh đâu, bây giờ ngài đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, mà ảnh chụp của ngài đã sớm truyền khắp Dược Vương Điện, điện chủ và đại đa số y sư đều có thể nhận ra ngài. Thế à? Tô Thương suy nghĩ, sau đó thản nhiên cười nói, nếu đã như vậy ta cũng không giấu giếm làm gì, bọn họ biết thì cứ biết. Chúng ta đi thôi, đi xem thử đại hội y sư náo nhiệt ra sao. Vâng. Hoa Thời Mạc cung kính trả lời, sau đó ông ấy nhìn tới Hứa Sơn Cư, tò mò hỏi, sư phụ, vị này là cấp dưới của ta, Tô Thương thuận miệng trả lời. Cấp dưới sao? Hoa Thời Mạc cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc Hứa Sơn Cư rất mạnh, nếu không sư phụ sẽ không cho ông ta theo bên cạnh. Cứ như vậy, ba người cùng nhau đi tới sảnh chính Sơn Trang Y Vân. Trong sảnh chính lúc này, không gian ở đây rất lớn, giống như phòng tập thể dục, khoảng hơn 1.000 mét vuông. Sảnh chính lúc này vô cùng đông, có tới mấy trăm y sư tập hợp ở đây. Trong số họ có cả nam cả nữ, có già có trẻ, ăn mặc cũng khác nhau, có một nhóm người mặc trang phục của dân tộc thiểu số. Phía trước chính sảnh có một đài cao, có 9 vị lão giả khí thế phi phàm đang ngồi ngay ngắn trên đó. 9 người này chính là trưởng lão của Dược Vương Điện. Ban đầu Dược Vương Điện có 10 trưởng lão, nhưng có một vị trưởng lão đã quá lớn tuổi nên đã qua đời vì bệnh, bây giờ chỉ còn lại có 9 người. Dược Vương Điện tổ chức Đại hội Y sư lần này là để tuyển chọn ra vị trưởng lão thứ 10. Bên cạnh đài cao có hơn 10 y sư, đại đa số là người già trên 60 tuổi. Tuy nhiên, trong đó có một thanh niên mặc Âu phục dày da, đeo kính, phong thái hiên ngang, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Sở dĩ những người này lên đài là để tranh giành vị trí trưởng lão. Bác sĩ ở Dược Vương Điện đông đúc, mấy trăm người có mặt trong chính sảnh, đều là y sư có chút thân phận của Dược Vương Điện. Nghiêm túc mà nói, danh sách đăng ký y sư Dược Vương Điện không tới 1 vạn, thì cũng 8.000. Mà nhiều y sư như vậy nhưng chỉ có 10 người có thể trở thành trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được địa vị trưởng lão cao quý biết bao. Chỉ cần trở thành y sư của Dược Vương Điện, về sau dùng thoải mái tài nguyên của Dược Vương Điện, cho dù một vài sách cổ thì cũng có tư cách đọc. Quan trọng nhất là, chỉ cần trở thành trưởng lão sẽ có cơ hội tiếp cận điện chủ Trương Nhược Mộc. Nếu có thể nhập môn bái Trương Nhược Mộc làm sư phụ, trở thành đệ tử của Trương Nhược Mộc, thậm chí còn có cơ hội xem bản hoàn chỉnh nói về bệnh thương hàn và cái bệnh phức tạp khác của Thánh Y Trương Trọng Cảnh để lại. Đây chính là sách thần Đông Y. Nếu có cơ hội quan sát học tập, y thuật đương nhiên sẽ được nâng cao rõ rệt. Cho nên, rất nhiều y sư đổ xô tranh giành vị trí trưởng lão này. Nhưng vị trí trưởng lão cần y sư bỏ phiếu, do trưởng lão và điện chủ quyết định. Nếu như không có chút bản lĩnh nào đương nhiên sẽ không có duyên với vị trí trưởng lão. Lúc này có hơn 10 người đứng trên đài, chính là người có sức ảnh hưởng nhất trong hơn 8.000 y sư. Nhất là thanh niên mặc Âu phục dày da kia, dù tuổi còn trẻ, nhưng trình độ y thuật đã vượt qua y sư thế hệ trước, là ứng viên sáng giá cho vị trí trưởng lão. Thưa các vị, lúc này, một vị trưởng lão ngồi trên đài chậm rãi đứng dậy, khẽ cười nói, tôi là Triệu Khai Hãn, một trong 10 đại trưởng lão của Dược Vương Điện. Sức khỏe điện chủ không được tốt lắm, mấy ngày nay đi đường vất vả, chiều nay lại mở đại hội cho mọi người. Đã mệt mỏi quá độ đang nghỉ ngơi trong phòng. Thế nên, đại hội y sư tối nay do tôi chủ trì. Tôi thấy mọi người đều đã đến đông đủ, 17 y sư trước mặt này chính là do 8.000 y sư bỏ phiếu chọn ra người có khả năng tiếp nhận chức vị trưởng lão nhất. Triệu Khai Hãn tiếp tục nói, bọn họ là ai, y thuật của bọn họ như thế nào, chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu rõ. Bây giờ đã đến lúc bỏ phiếu cho họ và chọn ra ứng cử viên cuối cùng. Triệu Khai Hãn cầm một cái máy bình chọn trên bàn lên, cười nói, thời đại bây giờ đã tiến bộ, Dược Vương Điện chúng tôi cũng phải theo kịp thời đại, không cần từng người một viết tên bỏ phiếu nữa. Chờ một chút sẽ có người phát cho mọi người thứ tôi đang cầm trong tay,
đây là máy bỏ phiếu, trượt là có thể nhìn thấy ảnh chụp và tên của mỗi ứng cử viên. Triệu Khai Hãn sợ có y sư không biết sử dụng, cho nên nói cặn kẽ, mọi người muốn bình chọn, chỉ cần nhấp vào ảnh đại diện người nọ, sau đó nhấn xác nhận là được. Nếu thật sự không biết sử dụng thì có thể hỏi nhân viên có mặt ở đây. Triệu Khai Hãn nói, Dược Phương Điện chúng tôi dựa trên nguyên tắc công bằng công khai, chắc chắn sẽ không dở trò. Phiếu bầu của mọi người đều được hậu trường ghi chép, hơn nữa toàn bộ quá trình bỏ phiếu đều có camera giám sát, nếu như có nghi ngờ về kết quả bỏ phiếu kế tiếp, có thể tìm chúng tôi xác minh. Được rồi, nhân viên công tác có thể đưa máy bình chọn cho họ rồi. Ngay khi Triệu Khai Hãn nói xong, thì có hàng chục nhân viên mặc đồng phục đẩy xe, đi vòng quanh sảnh chính, nhanh chóng phát các thiết bị bỏ phiếu cho từng thầy thuốc. Xin thông báo rõ ràng trước. Thấy vậy, Triệu Khai Hãn nói, mọi người chỉ có một phiếu bầu trong lượt bầu chọn của mình, chín trưởng lão của chúng tôi có một phiếu bầu cho 10 lượt bầu, và điện chủ có một phiếu phủ quyết. Suy cho cùng, các trưởng lão của Dược Vương Điện không nên chỉ nhìn vào y thuật, mà còn phải xem xét về tư cách, nhân phẩm của họ nữa. Một số thầy thuốc có trình độ y khoa tuyệt vời nhưng lại tàn nhẫn và xấu xa, những thầy thuốc như vậy đương nhiên sẽ bị loại, dù phiếu bầu có cao đến đâu cũng không thể trở thành trưởng lão. Triệu Khai Hãn khẽ cười nói, những người cũ ở trong Dược Vương Điện hẳn là biết quy định này, tôi sẽ không nói nhiều nữa, được rồi, mọi người có thể bắt đầu bình chọn được rồi, sau một phút, hệ thống sẽ tự động khóa bình chọn. Khi Triệu Khai Hãn vừa nói dứt lời, hàng trăm ngàn thầy thuốc ở bên dưới lần lượt cầm máy bỏ phiếu lên, bắt đầu thao tác. Còn 17 thầy thuốc tham gia bầu cử thì đang rất hồi hộp, mong chờ kết quả. Mặc dù hầu hết họ đều ở độ tuổi 60 và 70, một số thậm chí ở độ tuổi 80, 90, kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Nhưng dù sao bọn họ cũng đang tranh cử làm trưởng lão cho Dược Vương Điện, đây là biểu tượng của vinh hoa, địa vị, cho nên cũng không kiềm chế được mà thay đổi sắc mặt. 17 người này đều là những thầy thuốc hàng đầu, y thuật cao siêu, nên bỏ phiếu cho ai đây? Thật là đau đầu mà. Tôi nghĩ Tôn Nhất Hiên khá giỏi, ông ta là hậu duệ của Dược Vương Tôn Tư Mạc, nghe nói ông ta đã nắm rất kỹ phương thuốc ngàn vàng được lưu truyền khắp thiên hạ của Dược Vương, đơn thuốc mà ông ta kê, mỗi đơn có giá trị ngàn vàng. Những năm gần đây, Tôn Nhất Hiên đã trở nên rất nổi tiếng, ông ta chữa khỏi tất cả các loại bệnh nan y, có thể nói ông ta là người đang đi lên, bình chọn cho ông ta đi. Đúng vậy, để lại cơ hội cho những người trẻ tuổi, ngoại trừ ông ta ra thì tất cả 16 người trên khán đài đều đã lớn tuổi, y thuật tuy không tệ nhưng không có nhiều khả năng để cải thiện hơn nữa. Chúng ta chọn trưởng lão là vì muốn trưởng lão dẫn dắt Dược Vương Điện ngày càng trở nên hùng mạnh và xuất chúng. Cho nên vẫn nên chọn những người trẻ tuổi có sức sống mãnh liệt, đáng để đầu tư hơn. Mấy trăm danh y thảo luận với nhau, còn các trưởng lão ở trên khán đài cũng khe khẽ bàn luận với nhau. Anh Triệu, anh cảm thấy số phiếu bầu của ai sẽ cao nhất? Có một vị trưởng lão hỏi. Tôn Nhất Hiên. Triệu Khai Hãn khẽ cười nói, ông ta là truyền nhân của Dược Vương, hơn nữa bản thân ông ta còn nắm vững phương thuốc ngàn vàng. Được sự tín phục của rất nhiều thầy thuốc. Ở vòng loại, số phiếu bầu của ông ta là cao nhất, thậm chí được hơn 3.000 phiếu bầu, một người ôm chọn gần như một nửa tổng số phiếu bầu chọn. Lần tranh cử này cũng chỉ là cho đúng quy trình mà thôi, điện chủ sớm đã đoán được kết quả, cho nên mới không tự mình đến xem nữa. Ánh mắt của Triệu Khai Hãn nhìn về phía Tôn Nhất Hiên, tràn đầy yêu thích nói, người trẻ tuổi này, xứng là trưởng lão của Dược Vương Điện. Ngồi ngang hàng với chúng ta, ông ta đúng là có năng lực này. Tất cả các trưởng lão có mặt đều tán đồng với lời nói này, bọn họ nhìn chăm chú Tôn Nhất Hiên, tất cả đều vô cùng tán thưởng. Đợi chút nữa bỏ phiếu, tôi sẽ bầu cho Tôn Nhất Hiên một phiếu, nhưng tôi cảm thấy phiếu bầu của chúng ta cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm, bởi vì số phiếu của ông ta chắc chắn là cao nhất rồi, thậm chí có lẽ còn bỏ xa vị trí thứ hai rất nhiều số phiếu. Lúc này, Triệu Khai Hãn cười khổ nói, cứ coi như đem hết 9 phiếu của chúng ta bầu cho vị trí thứ hai kia thì có lẽ cũng chẳng có cách nào vượt qua được số phiếu của ông ta. Các trưởng lão nghe xong đều nhìn nhau cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Môi trường ở Dược Vương Điện khá tốt, không có những âm mưu thâm độc, đấu đá lẫn nhau giữa tầng trên và tầng dưới,
ai cũng muốn làm cho Dược Vương Điện tốt hơn. Tuy nhiên, đối với việc phân chia lợi ích nội bộ, điều này đương nhiên vẫn chưa làm được đến mức công bằng. Hoa Thời Mạc không ở trong thành phố, lại thêm không có chỗ dựa, trình độ y thuật của ông ấy không quá nổi bật, vì vậy ông ấy mới bị đối xử khác biệt, âu đó cũng là điều bình thường. Rất nhanh. Một phút đồng hồ đã trôi qua, quả nhiên không ngoài dự đoán của Triệu Khai Hãn, truyền nhân của Dược Vương là Tôn Nhất Hiên đạt được số phiếu bầu cao nhất, hơn 500 phiếu, vị trí thứ hai chỉ hơn 100 phiếu. Không còn gì nghi ngờ nữa, Tôn Nhất Hiên là tân trưởng lão coi như là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Được rồi, kết quả bỏ phiếu đã có rồi, truyền nhân của Dược Vương Tôn Nhất Hiên, đạt được 508 phiếu, cao nhất toàn cuộc tranh cử. Lúc này, Triệu Khai Hãn cười nói, xếp vị trí thứ hai là Mao Y Phù Văn Hợp, đạt được 189 phiếu. Chênh lệch giữa hai người quá lớn nên số phiếu của chín trưởng lão chúng ta là không còn cần thiết nữa. Triệu Khai Hãn nhìn quanh một lượt rồi nói, mọi người có ai có ý kiến gì không, nếu có, thì bây giờ có thể nêu ra, nếu như không có thì tôi sẽ thay mặt cho điện chủ, tuyên bố Tôn Nhất Hiên chính thức là thăng chức lên làm trưởng lão nhé. Đông đảo các thầy thuốc có mặt nơi đó sớm đã công nhận Tôn Nhất Hiên cho nên giờ phút này không có một ai đứng ra phản đối. Vậy được, nếu đã như vậy thì tôi tuyên bố, truyền nhân Dược Vương Tôn Nhất Hiên hôm nay sẽ thăng chức. Đợi một chút. Triệu Khai Hãn vẫn chưa nói hết câu thì một giọng nói thanh lãnh từ đại sảnh vang lên. Tiếp theo đó. Tô Thương bước nhanh tới, Hoa Thời Mạc và Hứa Sơn Cư người bên trái, người bên phải theo sát phía sau. Xoạt xoạt xoạt. Cùng lúc đó, mấy trăm đôi mắt đều đổ dồn về phía Tô Thương. Tô Huyền Thiên, anh ta chính là Tô Huyền Thiên. Không sai, tôi đã thấy ảnh của anh ta rồi, người này đúng là Tô Huyền Thiên. Mới 20 tuổi đầu mà đã có thể giết chết Bán Địa Tông, tôi vẫn luôn nghe nói Tô Huyền Thiên là thiên tài trẻ tuổi, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí thế bất phàm. Người đi theo sau anh ta là ai vậy? Người ở bên trái trông rất quen, đó không phải là Hoa Thời Mạc sao? Hoa Thời Mạc, danh y ở Giang Bắc Hoa Thời Mạc sao? Lão già này bản lĩnh cũng bình thường thôi, sao lại đi cùng với Tô Huyền Thiên chứ? Chấm chấm chấm. Một đám người bàn luận sôi nổi, trong lời nói cũng không có lòng thù địch gì, ngược lại các thầy thuốc còn khen không dứt miệng Tô Huyền Thiên nữa. Tô Huyền Thiên. Điện chủ nói không sai, anh ta đến thật rồi. Nhìn thấy Tô Huyền Thiên xuất hiện, Triệu Khai Hãn trong nháy mắt kích động vô cùng, vội vàng đứng dậy, mang theo khuôn mặt tươi cười nói, Tô thiếu gia đại giá quang lâm, tôi thật là thất lễ vì đã không từ xa tiếp đón. Sư phụ! Hoa Thời Mạc ở phía sau nhỏ tiếng giới thiệu nói, vị này là trưởng lão của Dược Vương Điện, Triệu Khai Hãn, Triệu Thần Y. Tô Thương gật đầu. Sau đó nhìn sang Triệu Khai Hãn khẽ cười nói, Triệu Thần Y khách sáo rồi. Tô thiếu gia, nghe nói cậu đã đạt tới Địa Tông rồi, quả thật là tài năng khiến người ta phải kinh sợ mà. Triệu Khai Hãn cười nói, mấy ngày này, điện chủ vẫn luôn nhắc tới cậu, vô cùng mong ước gặp được cậu một lần. Vậy sao? Tô Thương nở một nụ cười, tôi luôn nghe nói y thuật của điện chủ Dược Vương Điện cao siêu, là truyền nhân của y thánh Trương Trọng Cảnh. Tôi cũng sớm muốn gặp mặt ông ấy. Ha ha, chuyện này đơn giản thôi. Triệu Khai Hãn cười nói, điện chủ đang ở sau đại sảnh nghỉ ngơi. Tô thiếu gia, cậu ở đây chờ một lát, đại hội y thuật sắp kết thúc rồi, đợi chút nữa tôi dẫn cậu đi gặp điện chủ. Dẫn tôi đi gặp ông ấy. Ha ha, không cần thiết. Tô Thương nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạo bá đạo. Sau đó dùng ngữ khí chắc chắn nói, Tôn Ti có thứ tự, ông kêu ông ấy lập tức đến đây gặp tôi. Vốn dĩ, Tô Thương dự định chỉ để lộ một vài y thuật để nắm chắc vị trí trưởng lão trước, rồi sau đó thăm dò từ từ Dược Vương Điện. Nếu thân phận trưởng lão có thể đủ để được coi trọng, có thể khiến cho Dược Vương Điện ra mặt bảo vệ cho nhà họ Tô của mình, thì Tô Thương cũng sẽ không cần lộ ra thân phận Tô Huyền Thiên nữa. Nhưng mà, vì người của Dược Vương Điện có thể nhận ra mình, lại thêm cao thủ mạnh nhất của Dược Vương Điện cũng chỉ là Thiên Tông Hậu Kỳ. Tô Thương biết được thông tin này rồi thì anh liền quyết định không ẩn mình nữa mà quyết định cao giọng làm kinh sợ Dược Vương Điện.
Mặc dù cửu chuyển hồi xuân châm đối với anh chỉ là một thủ đoạn bỏ đi nhưng Tô Thương tự tin có thể làm chấn kinh tất cả các thầy thuốc ở Dược Vương Điện. Sau đó, anh sẽ cạnh tranh ngôi vị điện chủ. Theo như Hoa Thời Mạc nói, điện chủ của Dược Vương Điện là do toàn bộ các thầy thuốc bầu chọn ra, hoàn toàn không phải là do truyền lại cho đời sau. Chẳng qua là do y thánh Trương Trọng Cảnh, y thuật cao siêu, mà Thương Hàn Tạp Bệnh Luận do ông ta biên soạn cũng chỉ truyền cho người nhà họ Trương. Ngay cả khi gia nhập dòng họ Trương rồi, thì tất cả những gì có thể xem cũng chỉ là các bài luận rút gọn về bệnh Thương Hàn và các bệnh linh tinh. Vì vậy, con cháu nhà họ Trương từ đời này qua đời khác đều là bậc thầy về y đạo, và đương nhiên có thể được tất cả các danh y khác công nhận. Đây chính là cái vòng lặp lại vô hạn, vì vậy dẫn đến chuyện nhà họ Trương có ảnh hưởng rất lớn ở Dược Vương Điện. Từ xưa đến nay, chỉ có đời sau của Dược Vương Tôn Tư Mạc mới có thể cạnh tranh được chức vị điện chủ Dược Vương Điện với truyền nhân của nhà họ Trương. Điện chủ Dược Vương Điện nhiệm kỳ trước, chính là truyền nhân của Dược Vương Tôn Tư Mạc, điện chủ Trương Khổ Mộc bây giờ là đời sau của y thánh Trương Trọng Cảnh. Trong số các hậu duệ của Trương Khổ Mộc lại không có y học nào đặc biệt xuất sắc, ngược lại, hậu duệ của Tôn Tư Mạc là Tôn Nhất Hiên lại là một tài năng y học đáng kinh ngạc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì điện chủ tiếp theo ắt hẳn sẽ là truyền nhân của Dược Vương Tôn Nhất Hiên. Nhưng mà... Tô Thương, hết lần này đến lần khác chính là cái điều bất ngờ xảy ra đó. Có Hứa Sơn Cư ở đây, anh cũng không cần lo lắng bộc lộ tài năng của mình sẽ bị chèn ép trở lại. Vì vậy, Tô Thương mới lên tiếng dọa người trước, kêu điện chủ Dược Vương Điện Trương Khổ Mộc đến gặp anh. Giờ này phút này... Mấy trăm danh y đang có mặt ở đó nghe thấy như vậy nhất thời không kiềm được tức giận. Cái gì, thằng nhãi này cũng mạnh miệng nhỉ, vậy mà dám kêu điện chủ đến gặp anh ta. Ha ha, cho anh một chút màu sắc, thì anh ta đã muốn mở một phường nhuộm luôn rồi sao, điện chủ là thân phận gì chứ, anh ta cũng xứng gặp sao. Cái tên Tô Huyền Thiên này, vốn dĩ ông đây có chút ấn tượng tốt với cậu ta, vậy mà lại không ngờ tới. Cậu ta lại là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì. Chấm chấm chấm. Biểu cảm của Triệu Khai Hãn ở bên cạnh dần trở nên trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi nói, Tô thiếu gia, ý cậu là sao? Đúng ý đen của câu nói đó. Tô Thương thản nhiên nói, tôi nói lại lần nữa, kêu Trương Khổ Mộc ra đây gặp tôi. To gan, tên của điện chủ mà cậu dám kêu sao? Triệu Khai Hãn trầm giọng nói, Tô Huyền Thiên. Tôi đây xem cậu là người có thiên phú chắc tuyệt, điện chủ cũng có ý lôi kéo cậu, cho nên tôi đây mới đối đãi lễ độ với cậu, nhưng cậu lại ngang ngược như vậy, không coi điện chủ ra gì, thật sự cậu nghĩ điện chủ là người cậu có thể tùy ý cầm nắm hay sao? Lẽ nào không đúng sao? Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của Triệu Khai Hãn, khẽ cười nói, dựa vào những gì tôi biết thì tình hình của Dược Vương Diện của các ông bây giờ vô cùng bất lực, không chỉ hàng năm phải cống nạp cho ba thế lực lớn. Mà ngay cả các môn phái hạng nhất cũng cùng nhau gây sức ép lên Dược Vương Điện yêu cầu tài nguyên. Thường nói thói đời đều là dậu đổ bìm leo, một Dương Vương Điện như vậy ai mà thèm nhảy một chân vào chứ? Hoa Thời Mạc. Triệu Khai Hãn nghe thấy như vậy, lập tức nhìn sang Hoa Thời Mạc ở bên cạnh, chất vấn nói, những chuyện này đều là do ông nói cho cậu ta biết sao? Triệu trưởng lão, tôi. Cảm nhận được cơn thịnh nộ của Triệu Khai Hãn. Hoa Thời Mạc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đang chuẩn bị giải thích. Nhưng mà ngay lúc này, Tô Thương lại mở miệng nói, Triệu thần y, đừng có làm khó học trò của tôi, những chuyện này cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện dò hỏi một chút thì biết được cả thôi. Học trò, Triệu Khai Hãn nhíu mày nói, Hoa Thời Mạc là học trò của cậu sao? Không sai. Tô Thương mỉm cười nói, Triệu thần y, ông không cần có ý thù địch với tôi nhiều như vậy. Tôi đến đại hội y thuật hoàn toàn không có ý muốn gây chuyện. Ha ha! Triệu Khai Hãn cười lạnh nói, ánh mắt nhìn lên người Tô Thương, nghiêm nghị nói, Tô Huyền Thiên, lúc nãy cậu nhắc đến chuyện dậu đổ bìm leo, như vậy, lần này cậu tới chẳng lẽ cũng muốn dẫm một chân lên Dược Vương Điện đòi Dược Vương Điện tài nguyên tu luyện sao? Không phải! Tô Thương lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói, tôi đến chính là muốn giúp Dược Vương Điện thoát khỏi ràng buộc của những thế lực đó, tôi muốn Dược Vương Điện không cần cống nạp cho bất kỳ thế lực nào nữa. Ha ha, đúng là nực cười mà.
Triệu Khai Hãn ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lập tức lạnh lùng nói, Tô Huyền Thiên, cậu nghĩ cậu là thứ gì chứ? Chỉ là một cổ giả cảnh giới địa tông mà thôi, cậu nghĩ mình thật sự là vô địch thế gian này sao? Mặc dù tôi dốc lòng tu luyện y thuật, phần lớn thời gian đều nghiên cứu y thuật, nhưng bây giờ tôi cũng đã là địa tông hậu kỳ rồi. Triệu Khai Hãn nghiêm nghị nói, những người khác tạm thời không nhắc đến, cậu cảm thấy, cậu có thể đỡ được mấy chiêu trong tay tôi. Một chiêu, Tô Thương thản nhiên nói. Ha ha, xem như cậu cũng thông minh đấy. Triệu Khai Hãn liên tục cười nhạo, sau đó nghiêm giọng nói, Tô Huyền Thiên, hôm nay cậu đến đại hội y thuật, Dược Vương Điện chúng tôi cũng vô cùng hoan nghênh. Nhưng cậu dám miệt thị điện chủ, nói năng ngông cuồng, không thể tha thứ được, tôi thất lễ vậy. Vừa dứt lời, ánh mắt Triệu Khai Hãn trầm xuống, điều động chân khí, một chưởng đánh nhanh về phía Tô Thương. Đông đảo thầy thuốc có mặt ở đó, nhao nhao lên cười, hiện rõ là rất muốn nhìn thấy cảnh Tô Thương bị trà đạp. Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo đó khiến cho tất cả đều thất kinh hồn vía. Chỉ nhìn thấy một chưởng của Triệu Khai Hãn sắp chạm vào Tô Thương thì cơ thể Tô Thương đột nhiên biến mất. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, một người đang sống sờ sờ vậy mà lại biến mất tăm hơi. Ngay khi anh xuất hiện trở lại thì đã ở ngay phía sau lưng của Triệu Khai Hãn. Bịch bịch. Cùng với âm thanh trầm đục vang lên, Tô Thương đánh một quyền ngay lồng ngực của Triệu Khai Hãn. Cao thủ cảnh giới địa tông hậu kỳ Triệu Khai Hãn lại bị Tô Thương trực tiếp đánh bay về phía sau, cơ thể ngã mạnh lên trên khán đài trên cao kia. Triệu thần y, ông hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi nói một chiêu, chính là. Tô Thương đi đến trước mặt của Triệu Khai Hãn, vừa nói được nửa câu thì khuôn mặt nở một nụ cười, sau đó giọng nói lạnh lùng, thản nhiên thốt ra, chính là nói để đối phó với ông, tôi chỉ cần dùng một chiêu. Xì sao? Cảnh tượng này trong nháy mắt gây nên một đợt sóng to gió lớn, mọi người có mặt tại đó nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ tột đỉnh. Triệu trưởng lão chính là địa tông hậu kỳ đó. Cảnh giới này, ở thế hệ trước chính là một cường giả rồi đó nha. Nhưng Tô Thương chỉ mới hơn 20 tuổi đầu thôi, mà đã dùng một chiêu đánh bại triệu trưởng lão rồi. Chuyện này, thực lực cường hãn quá đi. Thiên phú khủng khiếp quá đi. Tôi vậy mà nhanh chóng thua Tô Huyền Thiên rồi, lúc nãy, thân pháp của cậu ta thật quỷ dị mà. Mặt mũi Triệu Khai Hãn tràn đầy nỗi sợ hãi, đồng thời trong lòng hoảng hốt tột đỉnh, ngỡ ngàng nhìn Tô Huyền Thiên, nhất thời biểu cảm vô cùng phức tạp. Ha ha! Không hổ là anh bạn nhỏ Tô mà, xem ra những gì đồn đãi ở bên ngoài đều không hề thật. Thiên phú của cậu hoàn toàn có thể sánh ngang với các thiên tài của tam đại thế lực, không tệ, khụ, không tệ mà. Chính ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên ở đại sảnh, tiếp theo đó, một ông lão trăm tuổi râu tóc bạc phơ, đang được hai tên dược đồng dìu hai bên, chậm rãi đi tới. Ông lão này râu tóc bạc trắng, dung mạo đã già nua, sắc mặt hơi tái nhợt. Có thể nhìn ra được vóc dáng ông cao lớn. Có điều do tuổi tác đã cao, lưng gù xuống trông như một ông cụ. Mặc dù nhìn thì không đáng chú ý, nhưng trên người ông lão tỏa ra một loại hơi thở khiến người khác khó mà nhìn thấu được. Đặc biệt là đôi mắt của ông ta, dù có màu vàng vẩn đục nhưng ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu linh hồn người khác. Mạnh! Ông lão râu tóc bạc trắng vừa xuất hiện, ánh mắt Tô Thương bỗng chớp động, anh trở nên rất cảnh giác. Chào điện chủ! Lúc này, ở hiện trường có vài trăm danh y và cả 9 vị trưởng lão của Dược Vương Điện, mọi người chăm miệng một lời, trong ánh mắt đầy vẻ kính nể. Không tệ! Ông lão râu tóc bạc trắng này vậy mà lại là điện chủ Dược Vương Điện, truyền nhân của Dược Thánh Trương Trọng Cảnh, Trương Khổ Mộc. Ừ! Trương Khổ Mộc gật đầu nhẹ nhẹ, sau khi liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt chuyển lên người Tô Thương, nở nụ cười khách sáo nói, Tô thiếu gia, nghe danh đã lâu. Hôm nay mới được gặp, quả nhiên khiến người ta bất ngờ đấy. Điện chủ Dược Vương Điện, Trương Khổ Mộc. Tô Thương thấy được ánh mắt của Trương Khổ Mộc, thản nhiên cười đáp, ha ha, danh hiệu của ông tôi cũng đã nghe qua nhiều lần rồi. Vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa, hôm nay tôi đến Sơn Trang Y Vân là vì một chuyện. Tô Thương lộ ra nụ cười, một nụ cười rất nhẹ rồi nói, Trương Khổ Mộc,
không biết ông có thể đáp ứng với tôi được hay không. Mặc dù Trương Khổ Mộc đã hơn 100 tuổi, tuổi già sức yếu, nhưng dù sao Tô Thương đã tu luyện 10 vạn năm. Đối với Tô Thương mà nói, Trương Khổ Mộc chỉ là vãn bối, vì vậy cho nên trong giọng điệu của Tô Thương không hề có chút kinh nể gì với trưởng bối, chỉ như nói chuyện ngang hàng với nhau mà thôi. Tô thiếu gia, khụ, cuộc nói chuyện vừa nãy giữa cậu và Triệu trưởng lão, ta đều nghe thấy hết rồi. Trương Khổ Mộc ho một tiếng, sau đó cười nói, hóa ra Hoa Thời Mạc lại là đồ đệ của cậu, có lẽ cậu đã biết được mục đích tổ chức đại hội thầy thuốc ở Giang Bắc. Những gì anh ta nói là thật, quả thật tôi có ý muốn lôi kéo cậu, hơn nữa cực kỳ cấp bách. Tô thiếu gia, thiên phú của cậu như yêu quái, từ khi còn trẻ cậu đã bước chân vào cảnh giới địa tông, hôm nay vừa một chiêu đã đánh bại được Triệu trưởng lão địa tông hậu kỳ, thiên phú như vậy thiên hạ cực kỳ hiếm có, Dược Vương Điện chúng ta đang khao khát nhân tài, mà cậu chính là nhân tài mà chúng ta cần. Gương mặt Trương Khổ Mộc hiền từ, nghiêm túc nói, bất kể là chuyện gì, Tô thiếu gia cứ nói đừng ngại, trời đất chứng giám, nếu như không trái với lương tâm, ta sẽ không do dự mà trực tiếp đồng ý với cậu. Ha ha! Tô Thương bước lên trước một bước, đầu tiên là nở nụ cười, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, tôi cần ông, nhường lại vị trí điện chủ, từ nay về sau, tôi sẽ lên làm điện chủ, tiếp quản vị trí đứng đầu Dược Vương Điện. Dì dầm! Vừa dứt lời, trong khoảng thời gian ngắn hiện trường như bùng nổ. Hỗn xược, Tô Huyền Thiên, cậu chỉ mới 20 tuổi là cùng, có tư cách gì lên làm điện chủ chứ? Hừ, tuổi không lớn lắm nhưng gan thì không hề nhỏ đấy, trước mặt điện chủ, sao cậu dám nói lời ngông cuồng như vậy? Mặc dù Dược Vương Điện ta phải cống nạp cho ba thế lực lớn, nhưng không phải là quả hồng mềm, nhìn quanh giới luyện võ, không hề có bất kỳ thế lực nào dám ra tay với Dược Vương Điện, cậu lại muốn làm điện chủ, ha ha, mơ mộng hão huyền vừa thôi. Toàn bộ y sĩ đều sôi sục căm phẫn, nhìn về phía Tô Thương bằng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ. Dược Vương Điện là sự tồn tại đặc thù của giới luyện võ. Mặc dù Dược Vương Điện phải cống nạp cho ba thế lực lớn, thậm chí còn phải quy thuận dưới sự liên hợp của các tông phái nhất đẳng. Nhưng các vị y sĩ không hề nói sai, dưới trần gian, không hề có bất cứ một người nào, bất cứ một thế lực nào, dám chân chính đắc tội với Dược Vương Điện. Sự tồn tại của Dược Vương Điện đối với giới luyện võ mà nói là vô cùng quan trọng, giống như cá không rời nước. Dược Vương Điện chính là nước. Cho dù là vài thế lực đe dọa đến Dược Vương Điện đòi lấy tài nguyên tu luyện, nhưng nếu như Dược Vương Điện không cho, bọn họ cũng chỉ có thể bất lực chịu thua. Bởi vì giới luyện võ không thể rời bỏ được Dược Vương Điện. Nếu như không có Dược Vương Điện, bọn họ đi đâu để tìm được tài nguyên tu luyện? Bị thương ngã bệnh thì tìm người nào để điều trị? Thiên hạ rộng lớn, y sĩ cũng nhiều. Những y sĩ chưa gia nhập Dược Vương Điện cũng nhiều như Lông Châu, mỗi một tông phái, cho dù là tông phái nhỏ đều có sự tồn tại của y sĩ. Nhưng y sĩ có y thuật cao chân chính chỉ tồn tại ở Dược Vương Điện, không có khả năng thứ hai. Dù sao Dược Vương Điện đã thành lập được hơn trăm năm, cho dù là sách cổ hay tài đức y đạo, đều tích lũy vô cùng phong phú. Một vị y sĩ ưu tú, ai lại không bằng lòng gia nhập Dược Vương Điện, có thể xem được sách cổ, nâng cao y thuật của mình. Các đại tông phái vô cùng hiểu rõ có thể chèn ép được Dược Vương Điện, nhưng không thể làm những chuyện chỉ vì lợi ích trước mắt mà không tính đến lâu dài được. Mà Dược Vương Điện cũng muốn tránh khỏi những phiền phức, nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện thế nên lại nhận thua, mỗi năm đều phải cống nạp. Mặc dù cống nạp nhưng chuyện này cũng không thể hiện rằng Dược Vương Điện đã yếu đi. Đại khái hơn 20 năm trước, Phó cốc chủ vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, cảnh giới ở trên thiên tông đỉnh phong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì ông ta muốn đột phá cảnh giới đỉnh phong nên đã đặt mua rất nhiều dược liệu để tăng cường chân khí từ Dược Vương Điện, nhưng sau khi vượt qua được thiên tông đỉnh phong thì lại lựa chọn quỵt nợ. Thế nên tám vị y sĩ, dưới sự phân phó của Trương Khổ Mộc đã tiến đến vùng núi nơi thâm sâu vân vụ đòi nợ, kết quả đã bị phó cốc chủ xóa sổ. Tám vị y sĩ toàn bộ thân đầu rải rác khắp nơi, cơ thể không hoàn chỉnh, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trương Khổ Mộc biết chuyện, lập tức nổi giận, phát lệnh thông báo cho thiên hạ, vạch trần những việc làm xấu xa của phó cốc chủ,
đồng thời Dược Vương Điện phát lệnh truy sát ông ta. Cốc chủ vùng núi nơi thâm sâu Vân Vũ không cho là đúng, cảm thấy Dược Vương Điện chỉ là một đám y sĩ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ đến Thiên Tông hậu kỳ, so với chính mình còn thua xa. Ông ta có tự tin chỉ một mình ông ta đã có thể hủy diệt toàn bộ Dược Vương Điện, cớ gì phải sợ lệnh truy sát của Dược Vương Điện. Nhưng rất nhanh, phó cốc chủ đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì Sơn chủ được phong thần ở Thái Sơn, các lão nhân ở Sơn Hải, toàn bộ đều tìm đến ông ta. Thậm chí, cốc chủ lão độc vật nhiệm kỳ trước của vùng núi nơi thâm sâu Vân Vụ, cũng ra tay với ông ta. Cuối cùng, lão độc vật thanh lý môn hộ, tự tay giết chết phó cốc chủ, lấy thi thể, phơi nắng một tháng, để lấy làm tấm gương răn đe. Ý tứ của các thế lực lớn đều rất rõ ràng, có thể áp bức Dược Vương Điện. Nhưng tuyệt đối không được dùng thủ đoạn mạnh tay, nếu như đụng chạm đến điểm cuối tất sẽ không tha thứ. Mối tình cá với nước, Dược Vương Điện trong lòng hiểu rõ ràng, các thế lực lớn không rời bỏ được Dược Vương Điện cũng không thể tách rời các thế lực lớn. Thế nên một vài tông phái bối cảnh thâm hậu đòi hỏi những tài nguyên tu luyện ở chỗ bọn họ thì thông thường điện chủ sẽ không từ chối. Bởi vì chỉ có như thế thì những thế lực mới không gây gổ nữa. Từ đó trở thành ô che chở cho Dược Vương Điện. Chỉ cần bọn họ không làm chuyện gì quá đáng, Dược Vương Điện có thể tồn tại mãi, đó là kết quả tốt nhất. Cứ như thế, Dược Vương Điện và các thế lực trong giới luyện võ là một loại quan hệ đặc thù, chung sống hòa bình. Nhưng vài năm gần đây, lòng ham muốn của các thế lực ngày càng lớn, điện chủ Dược Vương Điện Trương Khổ Mộc có ý tưởng thay đổi khuôn khổ. Chỉ cần Dược Vương Điện xuất hiện một vị luyện võ có thể sánh ngang với các cao thủ mạnh nhất thì sẽ không phải chịu sự ràng buộc với các thế lực lớn nữa. Được rồi, yên lặng đi, khụ khụ. Lúc này, Trường Khổ Mộc chậm rãi mở miệng, hiện trường lập tức trở nên im ắng hẳn. Sau đó, ánh mắt Trường Khổ Mộc lại chuyển lên người Tô Thương, đôi mắt phẫn đục nhìn chằm chằm Tô Thương, cười nói, Tô thiếu gia, vị trí điện chủ, chỉ cần có năng lực xuất chúng. Ta có thể thoái vị nhường đi, nhưng trước đó, phải gặp được đúng người. Cậu muốn làm điện chủ, không vấn đề gì cả, có điều, Tô thiếu gia, cậu có thể cho tôi biết, năng lực của cậu có thể đem về được gì cho Dược Vương Điện đây? Cậu có thể đem lại cho Dược Vương Điện những thứ gì? Đối mặt với sự nghi ngờ của Trương Khổ Mộc, Tô Thương không hề có chút rối loạn, miệng khẽ nhếch lên nói một cách thẳng thắn rành mạch, nếu như tôi trở thành điện chủ. Tôi sẽ dẫn dắt Dược Vương Điện bước lên một độ cao hoàn toàn mới. Đến lúc đó, Dược Vương Điện không cần phải cống nạp cho bất cứ thế lực nào, liên hợp của nhất đẳng tông phái, cho dù là vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu Vân Vụ, cả ba thế lực lớn này sẽ không dám đụng đến Dược Vương Điện dù chỉ một chút. Thậm chí, Tô Thương lạnh giọng cười nói tiếp, những thế lực này sẽ trở thành tay sai cho Dược Vương Điện. Tôi muốn khiến cho bọn họ, năm này qua tháng nọ, bất kể thời khắc nào đều phải sống dưới sự uy hiếp đe dọa của Dược Vương Điện. Tất cả dược liệu, bảo vật mà Dược Vương Điện cần đến, chỉ cần nói ra một câu, các thế lực lớn này đều sẽ tranh nhau dâng lên, lấy lòng Dược Vương Điện cho bằng được. Tô Thương cường điệu nói, Trương Khổ Mộc, ha ha, tôi nói lấy lòng, không phải hình thức giống với các ông như hiện tại đâu. Hiện nay... Mặc dù các thế lực lớn sẽ lấy lòng Dược Vương Điện, nhưng áp bức vẫn là phần nhiều, bởi vì về sau càng dễ dàng để bóc lột hơn. Mà sau khi tôi lên làm điện chủ, bọn họ sẽ ra sức lấy lòng Dược Vương Điện, là vì không muốn bị Dược Vương Điện bóc lột. Tô Thương thể hiện mặt độc đoán của mình, khí thế bá đạo nói tiếp, chỉ cần tôi trở thành điện chủ, trong thời gian lâu dài, Dược Vương Điện sẽ đứng trên đỉnh cao của tông phái luyện võ, coi khinh toàn bộ giới luyện võ. Yên lặng. Sau khi Tô Thương giảng giải những lời nói của mình, hiện trường như rơi vào cảnh im lặng đến chết chóc, tất cả y sĩ đều đã động lòng rồi. Thoát khỏi sự trói buộc và trở thành tồn tại trên đỉnh cao, đây đều là tâm nguyện của toàn thể y sĩ. Lời nói của Tô Thương đã nói chung ước muốn tận sâu trong thâm tâm của bọn họ. Ha ha! Lúc này, Trương Khổ Mộc vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Triệu Khai Hãn đứng bên cạnh cười lạnh nói, Tô Huyền Thiên, nói khoác mà không biết ngượng à, những lời nói tốt đẹp thế này, ai mà chẳng nói ra được, nhưng đó chỉ là mơ mộng không thực tế mà thôi.
Cậu chỉ là một tên hậu bối còn trẻ tuổi, dù thực lực có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng không thể đột phá đến Thiên Tông, cậu dựa vào cái gì mà muốn dẫn đầu Dược Vương Điện, đi đến những huy hoàng phía trước. Triệu Khai Hãn chẳng thèm ngó đến, từ đầu đến cuối đều không tin lời nói của Tô Thương. Tô thiếu gia. Lúc này, Trương Mộc Khổ mới hoàn hồn, ông ấy nhẹ nhàng cười nói, lời nói của Triệu trưởng lão có hơi bộc trực, nhưng ý chính của ông ấy cũng không hề sai. Cảnh giới của ta mặc dù không được liệt vào những người mạnh mẽ nhất nhưng cũng là Thiên Tông hậu kỳ. Nói không hề khoa trương thì tôi chỉ cần động ngón tay, cũng có thể nghiền nát cậu, thế cậu làm sao thực hiện được những lời vừa nói đây? Từ đầu đến cuối Trương Khổ Mộc đều rất ôn hòa, cười nói tiếp, có điều, cậu thiên phú tựa như yêu, nếu như có thể gia nhập Dược Vương Điện, tôi đảm bảo sẽ cho cậu không ít dược liệu, đan dược dùng mãi không hết, mười mấy năm sau. Có lẽ trở thành cường giả thật đấy. Nhưng chuyện của mười mấy năm sau, hãy đợi mười mấy năm sau nói tiếp, cậu hiện tại, không có tư cách trở thành điện chủ. Trương Khổ Mộc lắc đầu, nói lời từ chối. Tô thiếu gia, cậu hãy từ bỏ ý niệm này trong đầu đi thôi. Ha ha, có vẻ ông không đồng ý rồi. Tô Thương nghe nói thế, vẻ mặt thoáng chốc lạnh dần, trầm giọng nói, nếu như tôi nói không làm không được. Ông tính thế nào? Hay! Trương Khổ Mộc thở dài, sau đó lại thu đi nụ cười trên môi, lạnh lùng nói tiếp, Tô thiếu gia, nếu như cậu đã không nghe, vậy thì ta chỉ còn cách để cậu trông thấy rõ hiện thực thôi. Khóe miệng Tô Thương cong lên, nhàn nhàn nói, Hứa Sơn Cư, đến lượt ông ra tay đấy. Rõ, thưa chủ nhân. Hứa Sơn Cư cung kính trả lời, sau đó đi ra từ sau lưng Tô Thương. Đột nhiên giải phóng sức mạnh của mình. Vù. Trong giây lát, một làn sóng chân khí kinh hoàng cuốn lấy tất cả mọi người, hàng trăm y sĩ đứng đại sảnh, toàn bộ đều nghiêng ngả loạng choạng, đứng cũng đứng không vững. Chín vị trưởng lão trên đài, bởi vì đã vượt qua địa tông nên mới miễn cưỡng giữ vững cơ thể nhưng cũng vô cùng khó khăn. Thế này, mạnh quá. Hắn là người nào, chỉ cần phóng ra khí tức, cũng đủ khiến người ta khiếp đảm. Ít nhất cũng đã vượt qua Thiên Tông. Lão già này, vừa này gọi Tô Huyền Thiên là chủ nhân, ông ta chỉ là kẻ hầu cho Tô Huyền Thiên thôi sao? Mọi người một bên chống đỡ, bên kia thì thảo luận xì xầm. Thiên Tông. Hậu kỳ. Trong chốc lát, Trương Khổ Mộc đã cảm nhận được cảnh giới của Hứa Sơn Cư, vẻ mặt trước sau đều không hề bận tâm, đã lộ ra vài phần kinh ngạc. Không nhịn được mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ đến từ núi nào, sư phụ là ai? Đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư. Hứa Sơn Cư trả lời bằng giọng điệu rất bình thản, nhanh chóng bổ sung thêm, nhưng đó là thân phận lúc trước thôi, bây giờ tôi đã là người hầu của Tô Huyền Thiên chính là ông chủ của tôi. Nhắc đến chủ nhân, trong ánh mắt Hứa Sơn Cư tràn đầy sự kính nể, trong sự kính nể đó còn mang theo cảm giác tự hào mạnh mẽ. Dường như làm người hầu của Tô Huyền Thiên, là một chuyện rất đáng tự hào. Cái gì? Người hầu? Trương Khổ Mộc rất ngạc nhiên, không thể tin nổi nói, các hạ đường đường là Thiên Tông hậu kỳ, sao lại cam tâm là kẻ hầu người hạ cho Tô thiếu gia? Còn có, theo như ta biết, Vô Ảnh Tông chỉ là một tông phái nhỏ bé, bởi vì có nguồn gốc từ vùng núi tế trời nên miễn cưỡng được tính là tông phái trung đẳng. Tông chủ Vô Ảnh Tông thực lực mạnh mẽ nhất. Cũng chỉ là Thiên Tông hậu kỳ. Trương Khổ Mộc hoài nghi nói, dù sao ông cũng chỉ là trưởng lão của Vô Ảnh Tông, vô danh không ai biết đến, sao lại có thể là cường giả Thiên Tông hậu kỳ chứ? Ha ha, cái này thì không cần thiết nói cho ông đâu. Sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống, nhàn nhàn nói, mệnh lệnh của ông chủ bảo tôi động thủ, Trương Khổ Mộc, tiếp chiêu đi. Trương Khổ Mộc nghe thấy thế, không dám đắc ý. Vội vàng điều động chân khí để chuẩn bị ứng chiến. Đợi đã. Ngay lúc này, đột nhiên Tô Thương mở miệng, cười nhẹ nói, Trương Khổ Mộc, sau khi ông xuất hiện, thái độ đối với tôi cũng tính là không tệ, tôi cho ông một kiến nghị, đừng nên động thủ làm gì. Trong người ông mang bệnh, đã quấy nhiễu ông nhiều năm như thế, nếu trị bệnh không dứt được, ông không phát huy được thực lực mạnh nhất của mình, nếu như động thủ, không cần nghi ngờ gì cả cũng biết ông thua chắc. Trên mặt Tô Thương vẫn mang theo nét cười, tiếp tục nói, hơn nữa, ông cũng đã là đèn đã cạn dầu, lửa cũng chẳng cháy được nữa,
đều dựa vào chân khí cả thôi, chiến đấu với người cùng cấp độ, chỉ có nhận lấy cái chết về mình, càng tăng nhanh tốc độ lìa trần đấy. Cậu, sao cậu có thể nhìn ra được? Trương Khổ Mộc nhìn chằm chằm Tô Thương, lẩm bẩm nói. Ha ha! Tôi không thích nói nhảm. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Trương Khổ Mộc, giọng trầm thấp nói, bây giờ ông chỉ cần chuyển vị trí điện chủ cho tôi, nếu không, tất cả những người ở đây trong đêm nay, đều đừng hòng rời đi. Cậu muốn phá hủy Dược Vương Điện, lẽ nào cậu không sợ ba thế lực lớn giết chết sao? Không. Tô Thương lắc đầu, nói chuyện một cách nghiêm nghị, tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi đối với Dược Vương Điện không hề có bất cứ ác ý gì, tôi chỉ muốn đưa Dược Vương Điện trở nên hùng mạnh mà thôi. Về phần ba thế lực lớn, ha ha, ông cảm thấy tôi sẽ sợ à? Sớm muộn sẽ có một ngày, tôi sẽ chà đạp ba thế lực lớn dưới chân, khiến bọn họ phải tôn trọng tôi. Tô Thương lạnh lùng nói. Khí phách thật đấy. Trương Khổ Mộc nghe thấy, không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn vô cùng tán thưởng, nhưng thay vì thế ông ta nói, lòng can đảm khí phách của cậu, có tư cách trở thành điện chủ, ta có thể thoái vị. Nhưng nếu là điện chủ của Dược Vương Điện, không phải cứ thế mà truyền vị được, cần phải nhận được sự chấp thuận của toàn thể y sĩ. Trương Khổ Mộc nhàn nhàn nói, cậu không hiểu y thuật, dù cho có ưu tú đến đâu, cũng không thể trở thành điện chủ được, thế nên, Tô thiếu gia à, tôi khuyên nhủ cậu một câu thôi, buông bỏ ý niệm đó trong đầu đi, để tránh tự chuốc lấy tai họa vào người. Ai nói với ông tôi không hiểu y thuật? Nghe những lời này, khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Trương Khổ Mộc, nở nụ cười có ý trêu đùa nói, Trương Khổ Mộc, ông có tin tôi chỉ cần một phút thôi, có thể chữa khỏi bệnh của ông không? Trương Khổ Mộc điện chủ của Dược Vương Điện, vừa mới sinh ra, sức khỏe đã suy yếu. Lúc đó, điện chủ của Dược Vương Điện vẫn là người kế nhiệm của Dược Vương Tôn Tư Mạc, cũng chính là ông nội của Tôn Nhất Hiên, Tôn Khánh Nghiệp. Ở thời đại đó, ông ta là người có y thuật đỉnh nhất, không ai có thể sánh bằng. Tôn Khánh Nghiệp đã kiểm tra qua sức khỏe của Trương Khổ Mộc, cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng, sức khỏe vốn đã yếu ớt, không thể sống qua 20 tuổi. Nhưng Trương Khổ Mộc, vốn đã thông minh, có tiếng tăm lừng lẫy về năng khiếu y thuật, từ đó đã nghiên cứu thương hàn tạp bệnh luận của ông cố để lại, ông ấy muốn giữ lại cho mình một con đường sống, nhưng kết quả lại đúng là cách để ông ấy sống sót thật. Trương Khổ Mộc dùng châm cứu, châm vào huyệt vị của mình, từ đó có sức khỏe liền được nâng cao. Nhưng, Tôn Khánh Nghiệp không những không tức giận, ngược lại còn vô cùng yêu thích Trương Khổ Mộc, hơn nữa còn đưa cho Trương Khổ Mộc một lượng khá lớn tiền vàng, rồi nói, nếu như ông ấy có thể sống được 30 tuổi nữa, thì bản thân sẽ đồng ý nhường lại ngôi vị điện chủ, và sẽ tổ chức một ngày hội thầy thuốc, tiến cử Trương Khổ Mộc làm điện chủ. Khi thông tin này được truyền đi, đã thu hút được sự chú ý của các thầy thuốc, tất cả mọi người đều rất tò mò, Trương Khổ Mộc có thể sống được đến 50 tuổi hay không, nhưng phần lớn, đều là thái độ phủ định. Vì, năm Trương Khổ Mộc 30 tuổi, đã làm trưởng lão của Dược Vương Điện, thường xuyên phải xuất hiện ở trước mặt các thầy thuốc, nên rất nhiều người có thể nhìn ra, khí huyết bẩm sinh của ông ta không đủ, sức khỏe suy nhược, chi hỏa ban đầu lúc ẩn lúc hiện, không thể sống được qua vài năm. Nhưng hễ cứ gặp qua thầy thuốc Trương Khổ Mộc, thì đều nói ông ấy sẽ chết, cho rằng ông ấy sẽ không sống qua được 50 tuổi. Nhưng kết quả là, Trương Khổ Mộc không những sống qua được 35, 40, 45 tuổi. Thậm chí, ông ấy đã sống được đến 50 tuổi rồi đó, điều này khiến tất cả các thầy thuốc đều rất ngạc nhiên. Hàng năm thường có đến 8.000 vị thầy thuốc đăng ký trong danh sách của Dược Vương Điện, tất cả sự chú ý đều dồn vào Trương Khổ Mộc. Dần dần, đã bị cảm phục bởi ông ấy. Một người bẩm sinh yếu ớt, dựa vào y thuật của bản thân, mà đã sống thêm được 30 năm, thủ đoạn như vậy, chẳng khác nào ngược theo ý trời, thật khiến cho người khác kính nể đó. Thế là, năm đó, Tôn Khánh Nghiệp làm theo lời hứa, thoái vị nhường chức, tất cả thầy thuốc, cũng không có bất kỳ một ý kiến nào khác, thế là Trương Khổ Mộc đã ngồi lên được vị trí điện chủ. Nhưng mà, 8.000 vị thầy thuốc kia tuy đã công nhận Trương Khổ Mộc, nhưng bọn họ vẫn đặc biệt chú ý đến tuổi thọ của Trương Khổ Mộc, họ muốn xem Trương Khổ Mộc còn có thể sống được bao lâu. 10 năm sau, Trương Nhược Mộc vẫn còn sống. 20 năm sau,
phong thái của điện chủ vẫn như vậy. 30 năm sau, vẻ mặt vẫn rất hồng hào. 40 năm sau, tinh thần và thể lực vẫn dồi dào. 50 năm sau, Trương Khổ Mộc đã thọ 100 tuổi rồi. Một số thầy thuốc lúc trước đã kết luận Trương Khổ Mộc không thể sống qua được 50 tuổi, giờ đã chết hết, cỏ mọc xanh dần rồi, nhưng Trương Khổ Mộc thì vẫn sống. Nhưng bắt đầu từ năm đó, sức khỏe của Trương Nhược Mộc bắt đầu xuống dốc, sắc mặt thì khó coi, những bước đi bắt đầu chậm rãi, ho thường xuyên, thậm chí có lúc còn ho ra máu. Thế nên, lại có người ra mặt, chẩn đoán bệnh thay cho Trương Khổ Mộc, và kết luận trong vòng 3 năm, điện chủ sẽ cưỡi hạc về trời. Đương nhiên, lời chẩn đoán của một số thầy thuốc này, không hề có một tí ác nào, chỉ là họ muốn kiểm tra y thuật của bản thân mà thôi. Nhưng mà, thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 năm đã trôi qua, Trương Khổ Mộc vẫn còn sống. Mà những thầy thuốc đã chẩn đoán bệnh cho ông ấy trước đó, đều bị ông ấy giết chết. Từ đó về sau, toàn bộ thầy thuốc ở Dược Vương Điện cũng không dám chẩn đoán bệnh cho Trương Khổ Mộc nữa, họ sợ sơ sẩy một cái, là có thể trở thành người tiếp theo bị điện chủ giết chết. Bây giờ Trương Khổ Mộc đã hơn 100 tuổi rồi, tình trạng sức khỏe ngày càng kém đi, lưng thì còng xuống, nói chẳng ra hơi, da rẻ cũng dần nhăn nheo, giống như một cơn gió cũng có thể thổi bay được ông ấy vậy. Nhưng, ông ấy vẫn sống được, thực lực cũng rất đáng gờm, ông ấy là cao thủ hậu kỳ tông thiên duy nhất của Dược Vương Điện. Nhưng, căn bệnh của Trương Khổ Mộc vẫn còn đó, nó đã theo ông ấy suốt cả cuộc đời. Điện chủ của nhiệm kỳ trước đã từng nói, ông ấy bẩm sinh đã yếu ớt, khí huyết suy nhược, từ trước đến nay, không ai có thể chữa khỏi được, cho dù là thánh y, Dược Vương tái thế, cũng đều bất lực. Trương Khổ Mộc đã dựa vào năng lực của bản thân, mà sống khỏe mạnh đến tận tuổi này, đúng là hiếm thấy mà. Chuyện này, tất cả mọi người trong Dược Vương Điện đều biết. Lúc này, nghe thấy lời nói ngông cuồng của Tô Thương, nói có thể chữa khỏi căn bệnh này cho Trương Khổ Mộc, thì 100 vị thầy thuốc ở tại đó, đều để lộ ra một nụ cười chế giễu. Ha ha, căn bệnh của điện chủ, đã theo ông ấy suốt cả đời rồi, căn bản không thể chữa khỏi được, tên tay ngang Tô Huyền Thiên này, nói khoác mà không biết xấu hổ. Thật là buồn cười, thánh y Dược Vương tái thế, thì cũng không thể chữa khỏi được, vậy mà Tô Huyền Thiên lại có thể chữa khỏi, đúng là nực cười. Bẩm sinh đã yếu ớt, khí huyết suy yếu, căn bệnh này vốn đã bị từ hồi còn trong bụng mẹ, có uống thuốc tiên đi nữa, thì cũng không thể nào khỏi được. Tên Huyền Thiên này, đã ngu dốt lại còn nực cười. Chấm chấm chấm. Tôn Nhất Hiên người kế nhiệm Dược Vương mặc âu phục, đứng yên lặng một bên, từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Nhưng lúc này, ông ta không nhịn được nữa, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thương, khẽ cười nói, Tô Huyền Thiên, tôi là Tôn Nhất Hiên, là người kế nhiệm của Dược Vương Tôn Tư Mạc. Ừ. Tô Thương tiếp nhận ánh mắt của Tôn Nhất Hiên, lạnh lùng nói, Tôn Thiếu Gia, có ý kiến gì vậy, ông cũng giống như đám thầy thuốc kia, định mở mồm ra là nghi ngờ tôi sao? Không phải. Tôn Nhất Hiên mỉm cười nói, tôi thấy cậu rất thú vị, Tô Huyền Thiên. Có thể cậu không biết, theo như tình hình bây giờ của Dược Vương Điện, điện chủ nhiệm kỳ sau, chắc chắn sẽ là tôi. Tôi 25 tuổi, đã là tông sư sơ kỳ, về mặt y thuật, trong thế hệ trẻ bấy giờ, không hề có đối thủ, thậm chí thế hệ thầy thuốc đời trước, cũng không thể theo kịp tôi. Tôn Nhất Hiên nói đến đây, trên nét mặt khôi ngô tuấn tú toát lên một vẻ tự kiêu, rồi nói, nhưng mà, nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh được cho ông Trương, thì tôi liền thừa nhận tôi không bằng cậu. Về sau, cậu muốn cạnh tranh vị trí điện chủ, tôi không quan tâm đến những người khác, nhưng, tôi chắc chắn sẽ bầu cho cậu một phiếu. Tôn Nhất Hiên nhìn sang Tô Thương, khẽ cười nói, thế nào? Ha ha! Tôi làm điện chủ, còn phải cần sự cho phép của ông sao? Tô Thương cười lạnh lùng, sau đó không thèm nhìn Tôn Nhất Hiên. Cậu! Tôn Nhất Hiên vốn định kết thân với Tô Thương, còn bây giờ thì lại bị anh ấy coi thường, trong nháy mắt ông ta vô cùng tức giận, chân khí trong tay bỗng phun trào ra. Nhất Hiên, đừng kích động, ông không phải đối thủ của Tô Thiếu Gia đâu. Lúc này, Trương Khổ Mộc mở miệng ngăn Nhất Hiên lại, hơn nữa còn nói, Tô Thiếu Gia, theo ý mà cậu nói,
xem ra thì cậu là một người am hiểu y thuật. Nếu đã vậy, thì cậu thử kiểm tra sức khỏe cho tôi xem, tôi không mong cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, cậu chỉ cần thi triển một chút y thuật là được rồi. Với võ thuật bẩm sinh của cậu, cộng thêm sức mạnh Thiên Tông hậu kỳ phía sau cậu, cho dù y thuật của cậu có bình thường không có gì đặc biệt, thì tôi cũng đồng ý nhường lại vị trí điện chủ, hơn nữa còn dùng thân phận của người làm thầy thuốc, bầu cho cậu một phiếu. Được. Nhưng, Trương Khổ Mộc, ông cũng hơi coi thường tôi qua đó, căn bệnh của ông, chỉ là bẩm sinh đã yếu ớt, loại bệnh còn con này, căn bản không đáng nhắc đến trong mắt tôi. Tô Thương để lộ ra một nụ cười, lập tức lấy ra 9 cái kim châm cứu từ trên người Hoa Thời Mạc, sau đó bắt đầu thi triển cửu chuyển hồi xuân châm. Đây là cửu chuyển hồi xuân châm. Nhìn thấy phương pháp của Tô Thương, trong nháy mắt sắc mặt của Trương Khổ Mộc thay đổi rất nhanh, ông ấy vô cùng ngạc nhiên, trong ánh mắt hiện ra sự phấn khởi khôn xiết. 100 vị thầy thuốc ở đó, bao gồm cả 9 vị trưởng lão, tất cả đều há hốc mồm, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Trương Khổ Mộc đồng ý cho Tô Thương khám thử, nhưng ông ấy lại không tin, Tô Thương có năng lực chữa khỏi bệnh cho mình. Bởi vì, bệnh của ông ấy, là căn bệnh bẩm sinh, sẽ đi theo ông ấy suốt cả cuộc đời, trên đời này, không ai có thể trị bệnh, không có thuốc nào có thể chữa khỏi. Ông ấy chỉ muốn xem, trình độ về mặt y học của Tô Thương thôi, nếu như không tồi, thì cũng không phải là không thể làm điện chủ được. Dù sao, một tên thiên tài xuất chúng, đối với Dược Vương Điện bây giờ mà nói, thì có tầm ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ Dược Vương Điện là chỉ có một lượng lớn dược liệu quý báu, nhưng lại không có một thiên tài tu luyện kinh thiên động địa nào hết. Nhưng, sau khi nhìn thấy Tô Thương thi triển phương pháp châm cứu, ông ấy bỗng mừng rỡ, trong đôi mắt hiện ra sự vui mừng mà từ trước đến nay chưa từng có. Nghe đồn, cửu chuyển hồi xuân châm là thời kỳ xuân thu, do ông tổ ngành y biển thước sáng tạo ra, và được ghi chép lại trong cuốn biển thước ngoại kinh. Trương Khổ Mộc không thể tin nổi liền lẩm bẩm nói, nhưng biển thước ngoại kinh, đã bị thất truyền từ lâu rồi, đến mức trăm ngàn năm trở lại đây, chưa có ai thi triển được cửu chuyển hồi xuân châm. Nhưng mấy động tác thi triển phương pháp châm cứu này, lại được mọi người truyền tai nhau, cuối cùng lại được tổ tiên Trương Trọng Cảnh của tôi, ghi chép lại trong Thương Hàn Tạp Bệnh Luận. Nhưng mà, mấy động tác đó, chỉ có thể mô phỏng theo thôi, chứ căn bản không hề có tác dụng trên thực tế. Từ lâu khoảng hơn 1.000 năm trước, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận đã bị truyền ra ngoài một vài phần. Truyền ra ngoài, là bản bình thường, tổ tiên muốn ban ơn cho thiên hạ, nên đã công khai truyền ra ngoài, còn phần cốt lõi bên trong, thì được ghi chép một cách tỉ mỉ, là bí quyết không thể lưu truyền của nhà họ Trương, chỉ có cháu trai đích tôn nhà họ Trương, mới có thể học nó. Trương Khổ Mộc nhìn sang Tô Thương đang thi triển phương pháp châm cứu. Tự độc thoại, mấy động tác của cửu chuyển hồi xuân châm, tổ tiên đã ghi chép tất cả mọi người đều có thể xem nó trong cuốn Thương Hàn Tạp Bệnh Luận đã được truyền ra ngoài, thời gian trước đã thu hút rất sự tìm tòi học hỏi của nhiều vị thầy thuốc, họ hy vọng có thể khôi phục lại được cửu chuyển hồi xuân châm. Tiếc là, cửu chuyển hồi xuân châm do một tay ông tổ ngành y biển thước sáng tạo, thế hệ sau làm sao có thể dễ dàng nắm bắt được chứ, vài trăm năm gần đây, vô số vị thầy thuốc cũng đều không thể thi triển được. Trương Khổ Mộc kích động nói, tôi cũng đã nghiên cứu mấy chục năm rồi, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào, không ngờ rằng, hôm nay lại may mắn nhìn thấy được cửu chuyển hồi xuân châm. Trương Khổ Mộc vui mừng như vậy, thì những thầy thuốc dưới khán đài kia, lại càng vui hơn, căn bản là họ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cửu chuyển hồi xuân châm thật sao? Tôi đã từng đọc bản truyền ra ngoài của Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, trang cuối cùng có ghi lại mấy động tác. Không khác gì mấy động tác lúc nãy của Tô Huyền Thiên. Năm đó, có vài vị tiền bối y học cùng nghiên cứu với nhau, muốn khôi phục lại cửu chuyển hồi xuân châm, tôi may mắn được làm người hỗ trợ, kết quả cũng chẳng thu hoạch được gì. Tên Tô Huyền Thiên này, biết cửu chuyển hồi xuân châm thật, hay là cố ý làm giả động tác, để lừa dối mọi người đây nhỉ? Ánh mắt cậu ta đầy sự tự tin thế kia, chắc không giống như đang trêu đùa đâu ha. Chấm chấm chấm. Tổ tiên y học biển thước. Tô Thương bỗng khựng lại, thoáng có chút nghi ngờ. Cửu chuyển hồi xuân châm, tuy đơn giản, không cần sử dụng linh khí cũng có thể thi triển được,
nhưng anh ấy lại học được ở Huyền Thiên Tiên Vực, tại sao mấy người kia lại nói, phương pháp châm cứu này là do Biển Thước sáng tạo ra chứ? Lẽ nào, Biển Thước và Huyền Thiên Tiên Vực, có quan hệ gì đó sao? Hoặc là, Biển Thước đã từng tới Huyền Thiên Tiên Vực, rồi để lại cửu chuyển hồi xuân châm? Mấy thứ này, cũng không chắc nữa. Tô Thương cũng chẳng muốn suy nghĩ, liền nhanh chóng châm cứu, anh ấy định đánh nhanh thắng nhanh. Phốc! 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 Trong nháy mắt, 9 cái kim châm bằng bạc trong tay Tô Thương, đều cắm hết lên người Trương Khổ Mộc. Hí! Trương Khổ Mộc bỗng hít sâu một hơi, sắc mặt liền thay đổi, ông ấy không suy nghĩ được nhiều đến như vậy, nên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, quanh người tản ra một luồng sóng chân khí lạnh buốt. Người này, thật đáng được kính trọng, bẩm sinh yếu ớt, khí huyết thì yếu đuối, nhưng lại có thể nghịch thiên cải mệnh, sống đến tận 120 tuổi. Tô Thương mỉm cười, thay đổi thủ pháp, và nói, Trương Khổ Mộc, khoảng 100 năm trở lại đây, ông đã chèn ép cơ thể của mình, miễn cưỡng kéo dài mạng sống, chắc hẳn ông cũng đã có dự tính, ông sẽ chết già đi vào tháng sau rồi chứ. Tô thiếu gia y thuật quả nhiên rất cao siêu. Đến tình hình bệnh tật của tôi cũng có thể làm ra được. Trương Khổ Mộc đang tiếp nhận điều trị cửu chuyển hồi xuân châm, không hề mở mắt, mà nói nhỏ nhẹ, xin hỏi Tô thiếu gia, cửu chuyển hồi xuân châm mà cậu đang dùng, là cửu chuyển hồi xuân châm thật sao? Không sai. Tô Thương khẽ cười, nể tình thái độ lúc trước của ông không tồi, tôi không những chữa khỏi được bệnh của ông, mà còn cứu vãn được sức khỏe của ông nữa, tôi có thể khiến cho ông sống thêm được 2 năm. Cửu chuyển hồi xuân châm, chuyển thứ 9. Vừa dứt lời, tay phải Tô Thương nhấc lên, 9 cái kim châm bằng bạc bay ra từ người của Trương Khổ Mộc, sau đó lại cắm vào người ông ấy, chỉ có điều vị trí các huyệt vị đã thay đổi. Á! Trương Khổ Mộc thốt lên một tiếng kêu đau đớn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kích động, niềm vui sướng hiện ra khó mà che giấu được. Cứ như thế, 15 phút trôi qua. Thu! Lúc này, Tô Thương khua tay, thành công đẩy được 9 kim châm bằng bạc ra ngoài, trở về trước mặt Hoa Thời Mạc nói, Hoa Thời Mạc, thu lại kim châm bạc đi. Vâng, sư phụ. Hoa Thời Mạc lễ phép thu dọn kim châm lại, vẻ mặt hiện lên vẻ đắc ý, ông ta cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh khi đứng trước mặt của Tô Thương. Vài năm gần đây, ông ấy sống một cách vô danh ở Dược Vương Điện, không có một động thái nào, thậm chí còn phải chịu sự xa lánh của mọi người. Đến tài nguyên cũng ngày càng hạn hẹp. Bây giờ, thấy Tô Thương ra tay, chèn ép tất cả mọi thầy thuốc, trong lòng Hoa Thời Mạc vô cùng thoải mái, cuối cùng ông ấy cũng được nở mày nở mặt rồi. Lúc này, tất cả thầy thuốc ở hiện trường, bao gồm cả cửu đại trưởng lão, toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều dừng lại trên người Trương Khổ Mộc, họ muốn xem ông ấy có khỏi bệnh thật sự hay không. Khụ. Chính tại lúc này, Trương Khổ Mộc bỗng phun ra máu đen, sắc mặt trắng như tờ giấy. Các vị trưởng lão thầy thuốc, không những không căng thẳng, ngược lại còn rất kích động. Bọn họ không phải người bình thường, mỗi người họ, đều là thần y có tiếng đến từ các tỉnh. Sau khi nôn ra máu đen, khí tức của điện chủ lại càng ổn định, thậm chí sắc mặt tái nhợt trước đó cũng không còn nữa, và bắt đầu hồng hào lại. Bệnh của điện chủ, đã diệt trừ tận gốc được rồi. Như vậy có thể nói, cửu chuyển hồi xuân mà Tô Huyền Thiên thi triển, đúng thật là cửu chuyển hồi xuân châm sao? Phương pháp châm cứu mà ông tổ y học Biển Thước sáng tạo ra, đã bị thất truyền hàng trăm ngàn năm, bây giờ, lại xuất hiện trên đời này một lần nữa rồi hả? Lúc này, toàn thể các thầy thuốc ở Vân Sơn Trang bắt đầu thở dài nhẹ nhõm, ổn định trở lại. Đại Hưng. Y học Đại Hưng. Tô thiếu gia. Lúc này, Trương Khổ Mộc lau đi vết máu còn dính lại trên miệng, được hai tên người hầu đỡ dậy, vừa cảm kích vừa kính nể nói, cảm ơn, ơn đức ngày hôm nay, Trương Khổ Mộc tôi, không thể không báo đáp được. Khách sáo rồi, đối với tôi mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Tô Thương khẽ cười, rồi nói, Trương Khổ Mộc, nếu tôi đắc hứa khỏi bệnh cho ông, vậy thì lời hứa lúc trước. Tô thiếu gia yên tâm. Trương Khổ Mộc tôi đây, nói lời giữ lời, từ nay về sau, sẽ từ bỏ vị trí điện chủ của Dược Vương Điện. Trương Khổ Mộc khách sáo nói, nhưng mà, Tô thiếu gia, chắc cậu cũng biết,
muốn làm điện chủ, thì phải được toàn bộ thầy thuốc bỏ phiếu, mỗi một mình tôi thì không làm được đâu. Bây giờ, mấy trăm vị thầy thuốc có mặt ở đây, chỉ cần bọn họ đồng ý, thì cậu có thể làm điện chủ nhiệm kỳ thứ 159 rồi. Nói tới đây, Trương Khổ Mộc nhìn xung quanh, khẽ cười nói, các vị, y thuật của Tô Thiếu Gia, chắc mọi người cũng đã thấy rồi. Cậu ấy học được cửu chuyển hồi xuân châm đã bị thất truyền từ lâu, hiện nay trên thế giới, đó là y thuật đỉnh cao nhất, vô cùng có hiệu quả, các vị cũng rõ như ban ngày, đến cả căn bệnh khó nhằn của tôi, cũng được cậu ấy chữa trị khỏi, đúng là vô cùng diệu kỳ. Trương Khổ Mộc nghiêm túc nói, y thuật của Tô Thiếu Gia không những cao siêu, mà đến tài năng võ thuật cũng khiến người khác phải kinh sợ, tuổi còn trẻ mà đã đánh bại được tông sư hậu kỳ, vậy là có năng lực để sánh ngang với tam đại thế lực tài năng xuất chúng kia rồi. Nếu cậu ấy làm điện chủ, chắc chắn có thể lãnh đạo Dược Vương Điện đi đến một tương lai sáng lạn, ý kiến của mọi người như thế nào? Trương Khổ Mộc hỏi dò. Trong chốc lát, tất cả thầy thuốc ở hiện trường, bao gồm cả cửu đại trưởng lão, tất cả mọi người đều sầm mặt lại, do dự mãi không quyết định được. Mặc dù xét về mọi mặt, Tô Huyền Thiên rất xuất sắc, nhưng dù sao anh cũng là một người xa lạ. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt Tô Huyền Thiên. Để cho một người không rõ lai lịch như vậy làm điện chủ, các danh y ở đây khó có thể chấp nhận. Thấy vậy, Tô Thương liếc nhìn mấy trăm danh y, sau đó nở nụ cười, mọi người, lúc trước Trương Nhược Mộc đã hỏi tôi có thể mang cái gì đến Dược Vương Điện? Câu trả lời của tôi vừa rồi quả thực có chút hư ảo. Cái gì mà dẫn Dược Vương Điện lên đỉnh vinh quang, chính là huyễn hoặc, có thể mọi người cho rằng không chân thật lắm. Tô Thương cười nói, bây giờ, tôi có thể trả lời lại một lần nữa. Xì xầm. Trong phút chốc, hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía Tô Thương, không biết Tô Thương sẽ trả lời như thế nào. Nếu tôi là điện chủ, tôi sẽ... Tô Thương nở một nụ cười, sau đó hùng hồn nói, tôi sẽ truyền cửu chuyển hồi xuân châm cho mọi người có mặt tại đây. Cửu chuyển hồi xuân châm. Truyền nó cho mọi người. Ái chà! Ngay khi những lời này vừa thốt ra, hiện trường lặng đi vài giây, rồi hàng trăm danh y lập tức trở nên đứng ngồi không yên. Tô, Thiếu Gia Tô. Lúc này Trương Nhược Mộc ở bên cạnh mới sững sờ, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi dường như để xác nhận, những gì cậu nói là thật. Cậu có chắc là sẽ truyền dạy cửu chuyển hồi xuân châm cho mọi người có mặt ở đây không? Ha ha! Nhóm người này đã quá chú ý đến cửu chuyển hồi xuân châm, loại châm cứu này so với phương pháp của các tiên y thì chẳng đáng là một ngôi sao rưỡi, vị tiên đế này sao lại để vào mắt cơ chứ? Tô Thương gật đầu cười nhẹ, Trương Nhược Mộc, từ trước đến nay tôi luôn giữ lời, lúc bắt đầu sẽ chỉ dạy trước cho hai bậc, bảy bậc tiếp theo sẽ chỉ dạy cho những danh y có thành tích xuất sắc. Cửu chuyển hồi xuân châm có thể dùng làm phần thưởng phúc lợi. Đóng góp cho Dược Vương Điện càng nhiều, nghiên cứu sẽ càng toàn diện. Thậm chí cuối cùng còn có thể học được cửu chuyển hồi xuân châm hoàn chỉnh. Tô Thương nở nụ cười nói. Được. Trương Nhược Mộc kích động. Nếu như vậy, chẳng phải ông ấy sẽ học được đầy đủ cửu chuyển hồi xuân châm sao? Nghĩ như vậy, Trương Nhược Mộc càng ngày càng hưng phấn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải để cho Tô Huyền Thiên làm điện chủ. Vì vậy, Trương Nhược Mộc nhìn xung quanh, thúc giục nói, mọi người đã nghe Thiếu Gia Tô nói gì rồi đấy. Cậu ấy quyết định lấy ra cửu chuyển hồi xuân châm, đây chính là thành ý cao nhất rồi, mọi người còn do dự gì nữa? Đúng vậy. Thiếu Gia Tô, tôi là danh y của nhà họ Miêu, đồng ý để cậu làm điện chủ. Thiếu Gia Tô, không, điện chủ, tôi là quỷ y, tôi cũng đồng ý, không ai thích hợp làm điện chủ hơn cậu. Danh y núi Trường Bạch, ra mắt điện chủ. Danh y Đào Viên, ra mắt điện chủ. Ra mắt điện chủ. Dần dần, hàng trăm danh y khác đều mở miệng, đều đồng ý chấp nhận thân phận điện chủ của Tô Thương. Chỉ có một người vẫn luôn đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt phức tạp, im lặng không nói gì. Nhất Hiên, cháu có phản đối gì không? Lúc này, ánh mắt Trương Nhược Mộc rơi vào người Tôn Nhất Hiên. Ông nội Trương. Vẻ mặt Tôn Nhất Hiên phức tạp, cắn răng nói, Dược Phương Điện do tổ tiên Tôn Tư Mạc của cháu thành lập, đến nay đã hơn 1000 năm.
Hơn 1000 năm nay, điện chủ của Dược Vương Điện nếu không phải là truyền nhân của nhà họ Trương thì cũng là hậu nhân của nhà họ Tôn của cháu. Tôn Nhất Hiên tiếp tục, đời sau của Y Thánh Trương Trọng Ngu từng chịu ơn tổ tiên Tôn Tư Mạc nhà cháu, qua nhiều thế hệ hai nhà đều là bạn tri kỷ. Đời sau của nhà họ Trương làm điện chủ không có gì sai, họ Tôn nhà cháu không có gì phàn nàn. Chỉ là... Vừa nói xong, ánh mắt của Tôn Nhất Hiên rơi vào trên người Tô Thương, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, anh ta, Tô Huyền Thiên, không phải người của hai họ Trương và họ Tôn, để anh ta làm điện chủ, cháu không cam lòng, cảm thấy hổ thẹn với tổ tiên. Dù sao thì Dược Vương Điện này cũng là do tổ tiên cháu thành lập ra. Nhất Hiên, cháu sai rồi. Trương Nhược Mộc nghe thấy vậy thì sốt sắng nói, Dược Vương Điện cũng không phải thế lực của một gia tộc. Nó là để giữ ấm và bảo vệ lợi ích của các danh y trên khắp thiên hạ. Để các danh y có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho người bình thường. Bất kỳ một gia tộc nào cũng có lợi thế của mình để phô trương sức mạnh. Ông nội Trương, những điều ông nói cháu đều hiểu, chỉ là trong lòng cháu vẫn hơi khó chịu. Tôn Nhất Hiên thở dài, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nói, tài năng võ nghệ của Tô Huyền Thiên thật đáng kinh ngạc, lại là người biết cửu chuyển hồi xuân châm. Về cả y thuật lẫn võ công không ai đủ tư cách làm điện chủ hơn anh ta. Cho nên dưới tư cách là truyền nhân của Dược Vương, cháu thừa nhận anh ta là điện chủ. Tôn Nhất Hiên, truyền nhân của Dược Vương, ra mắt điện chủ. Sau đó, Tôn Nhất Hiên cúi người, thái độ cung kính nói. Tô Thương gật gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh niên trẻ tuổi này không tệ, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng không có giấu giếm. Mà là thoải mái lộ ra. Điều này tốt hơn nhiều những tên tiểu nhân lén lén lút lút, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Không chỉ Tôn Nhất Hiên, mà hầu hết các danh y trong Dược Vương Điện đều có tính cách này. Có lẽ đây là lương tâm thầy thuốc như trong lời của y học cổ truyền Trung Quốc. Dù thế nào đi nữa, bây giờ mục tiêu của Tô Thương đã đạt được, anh đã trở thành điện chủ của Dược Vương Điện. Ở trong Dược Vương Điện đã có địa vị cao. Mọi người, Tô Thương bình thản nhìn xung quanh toàn bộ điện, giữ chặt khí chất của người bề trên, nhẹ nhàng nói, đại hội danh y bây giờ coi như kết thúc, trưởng lão thứ 10 là Tôn Nhất Hiên, truyền nhân của Dược Vương đảm nhiệm. Đây cũng là kết quả mà mọi người bầu chọn ra. Vâng, điện chủ. Tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Trương Nhược Mộc, đều cúi đầu trả lời, trên mặt tràn đầy biểu cảm kính trọng. Tô Thương gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hoa Thời Mạc bên cạnh, sau đó nói, đây là đệ tử Hoa Thời Mạc của tôi. Ông ấy đã học được 4 chuyển trong 9 chuyển châm. Hoa Thời Mạc, tiếp theo ông hãy ở lại biệt thự Y Vân, truyền dạy lại 2 chuyển châm pháp đầu tiên cho mọi người. Tô Thương phân phó nói. Hoa Thời Mạc kính sợ đồng ý, tuân mệnh, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao cho. Điện chủ, tôi cũng có thể học phải không? Lúc này, Triệu Khai Hãn ban đầu chế nhạo Tô Thương, thận trọng hỏi. Ông! Tô Thương nhìn Triệu Khai Hãn, cười nói, đương nhiên có thể. Hơn nữa, ông chỉ là cố gắng hết sức duy trì uy nghiêm của điện chủ, cho nên mới ra tay với tôi. Không những không có lỗi mà còn có công lao. Hoa Thời Mạc, nhớ kỹ Triệu trưởng lão, ông nhớ truyền thụ cho ông ấy 3 chuyển châm pháp cho ông ấy. Vâng, Hoa Thời Mạc cung kính trả lời. Cái này. Nghe vậy, Triệu Khai Hãn lập tức xấu hổ, vui lòng phục tùng mà nói, điện chủ là người rộng rãi, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ hết lòng phục vụ ngài. Rất nhiều danh y tại hiện trường nhìn thấy cảnh này, ấn tượng của bọn họ đối với vị điện chủ mới này đã được cải thiện đáng kể. Ngay cả Tôn Nhất Hiên cũng nhìn Tô Thương bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên. Đối với vấn đề này, Tô Thương chỉ cười, sau đó ánh mắt dừng trên người Trương Nhược Mộc, nhẹ giọng nói, Trương Nhược Mộc, cùng tôi lên lầu, tôi có chuyện muốn bàn với ông. Nếu đã làm điện chủ, vậy phải hiểu rõ ràng, ở Dược Vương Điện không thể nói chuyện trước vùng núi tế trời, như vậy mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Tô. Vâng. Trương Nhược Mộc không do dự, lập tức cung kính đáp lại. Sau đó đi theo phía sau Tô Thương bước lên lầu. Sau vài phút, Sơn Trang Y Vân, tầng trên cùng,
trong một căn phòng yên tĩnh. Tô Thương ngồi trên ghế sofa, Hứa Sơn Cư đứng khép na khép nép ở phía sau. Còn đối với điện chủ trước đây của Dược Vương Điện, Trương Khổ Mộc đứng trước mặt Tô Thương cũng cúi người, trong mắt đầy sự kính nể. Điện chủ, cậu muốn biết cái gì? Chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói ra hết, không dám giấu giếm điều gì. Trương Khổ Mộc nói. Tô Thương nhìn Trương Khổ Mộc, anh cũng không có nói vòng vo, tiếp đi vào chủ đề. Trương Khổ Mộc, tôi muốn biết vùng núi tế trời của Dược Vương Điện phía trước, có thể nói không? Vùng núi tế trời. Trương Khổ Mộc ngưng lại một lát sau đó gật đầu nói, đương nhiên là có thể rồi, Dược Vương Điện chúng tôi là sự tồn tại đặc biệt nhất trong thế giới võ thuật cổ đại đó. Tuy rằng toàn bộ thực lực không bằng đại tông phái siêu nhiên nhưng mà thế giới võ thuật không thể tách rời Dược Vương Điện được. Ngày nay trong thế giới võ thuật, hầu hết các loại đan dược và thuốc trị thương đều xuất phát từ Dược Vương Điện mà ra. Nói đến đây, Trương Khổ Mộc có hơi tự hào, nói tiếp, không những như vậy, bệnh vặt của dân võ thuật, các đại tông phái đều có thể tự mình chữa lành. Nhưng tình trạng vết thương nghiêm trọng lại khó điều trị, chỉ có danh y của Dược Vương Điện chúng tôi ra tay mới có thể gia tăng tỷ lệ sống sót. Còn nữa, một số võ lâm cao thủ sức sống kiệt quệ, gần đất xa trời chưa vào hoàng thổ. Bọn họ muốn kéo dài tuổi thọ, cần các danh y hàng đầu chuẩn bị đan dược cho họ. Trương Khổ Mộc tiếp tục nói, cho nên, trong thế giới võ thuật người tài giỏi võ thuật càng mạnh, thì sẽ càng bảo vệ được Dược Vương Điện. Bởi vì bọn họ trân trọng cuộc sống, muốn sống thêm nhiều năm nữa. Vì vậy chọn gắn bó với Dược Vương Điện. Cuối cùng Trương Khổ Mộc nói đơn giản thì Dược Vương Điện của chúng tôi, miễn cưỡng coi là nhất đẳng tông phái. Nhưng sức ảnh hưởng lại vượt xa bất kỳ một tông phái nào, với ba thế lực lớn được xem là nương tựa nhau mà tồn tại. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu. Anh có thể hiểu ý của Trương Khổ Mộc, địa vị của Dược Vương Điện chắc là không kém gì so với đan tông của Huyền Thiên Tiên Vực. Tuy là chiến lực tổng thể không đủ, nhưng không ai dám gây hấn. Nhưng mà, nếu so sánh như vậy thì địa vị của Dược Vương Điện càng thấp hơn một chút. Bởi vì đan tông của Huyền Thiên Tiên Vực, nắm trong tay một số phương thuốc dân gian cấm kỵ, sau khi tinh chế ra, có thể nâng cao thực lực. Mỗi một đệ tử của đan tông đều không dễ coi thường. Bọn họ cũng biết tinh chế ra phương thuốc dân gian, lấy cho tu chân giả của các tông phái lớn. Nhưng những tông phái đó, cần dùng linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo để đổi, không có ai dám vượt qua. Mà Dược Vương Điện, không có thủ đoạn công kích gì cả. Chỉ là luyện đan và điều chế thuốc, trị bệnh cứu người. Cũng khó tránh một số nhất đẳng tông phái kết hợp với nhau, dám gây áp lực với Dược Vương Điện. Nếu bản thân làm điện chủ rồi, nhất định phải thay đổi kết cấu này mới được. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ Tô Thương luyện khí tầng 8, vẫn không có cách nào chống lại với những thế lực siêu nhiên đó. Trương Khổ Mộc. Lúc này, Tô Thương nhìn Trương Khổ Mộc nói, ý của ông, đại khái tôi đã nghe hiểu rồi. Tôi cũng không giấu gì ông, tôi và vùng núi tế trời có chút ân oán. Bây giờ, tôi vẫn không muốn gây hấn với vùng núi tế trời. Ông có thể lấy danh nghĩa của Dược Vương Điện để ra mặt giải quyết không? Nếu Tô Thương cô độc, tuyệt đối anh sẽ không lên tiếng bảo Trương Khổ Mộc làm chuyện này. Nhưng mà, Tô Thương có người thân. Trên dưới nhà họ Tô có mười mấy tính mạng, anh không muốn mạo hiểm. Lần trước là bản thân may mắn, may mà có được chìa khóa Đông Phủ. Lại vừa khéo Hoa Thời Mạc có một viên đan dược cổ, nếu không thì hậu quả không dám tưởng tượng. Chuyện kinh khủng đó, Tô Thương không muốn trải qua lần thứ hai. Ha ha! Trương Khổ Mộc nghe xong thì cười nhẹ một cái, điện chủ, vấn đề tầm thường mà thôi. Sơn chủ Thái Sơn của vùng núi tế trời là người khá tốt. Từ trước đến nay luôn đối xử tôn trọng rất với danh y của Dược Vương Điện, chuyện này cậu cứ giao cho tôi. Chỉ là điện chủ à, sao cậu lại kết thù với vùng núi tế trời vậy? Trương Khổ Mộc tò mò hỏi. Nghe đến câu hỏi này, Tô Thương không giấu giếm nữa. Anh khua tay phát huy thuật dịch dung, rất nhanh đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Trương Khổ Mộc, đây mới là dáng vẻ vốn có của tôi. Tô Thương cười nhẹ nói, tôi tên Tô Thương, là đại thiếu gia của nhà họ Tô ở Giang Bắc. Tô Thương. Trương Khổ Mộc sững người rồi, sau đó dường như nghĩ đến cái gì,
Ông ấy nói một cách không thể tin được, nhà giàu nhất Giang Bắc, đại thiếu gia nhà họ Tô, Tô Thương. Ồ! Tô Thương sờ sờ đầu mũi, cười nói, ông từng nghe qua tên tôi rồi. Đúng vậy. Trương Khổ Mộc thật thà nói, điện chủ, thật không dám giấu giếm. Nữ chiến thần của nhà họ Tô, Tô Dực Cân có chút nguồn gốc với Dược Phương Điện. Lần này đến Dược Phương Điện, nữ chiến thần có chuyện nhờ vả. Bảo tôi để ý em trai của cô ấy là Tô Thương, hầu như những cao thủ ở nước Đê muốn ám sát cậu ấy. Thế nên, tôi đã cho người điều tra tin tức của Tô Thương, biết được Tô Thương là một người vô cùng giàu có, sống phóng túng, không có việc xấu nào không. Đang nói đến đây, đột nhiên Trương Khổ Mộc phản ứng lại, vội đổi lời nói, điện chủ, cậu đừng hiểu lầm. Tôi không phải châm biếm cậu đâu, tôi. Ha ha, không cần giải thích, tôi hiểu. Tô Thương rộng lượng nói. Điện chủ lòng dạ phóng khoáng, bái phục. Trương Khổ Mộc chắp tay hành lễ trước, sau đó khen ngợi nói, điện chủ, không ngờ cậu lại là đại thiếu gia nhà họ Tô. Nhiều năm như vậy, người đời đều cho rằng cậu là một đồ bỏ đi, lại không biết cả y học và võ thuật cậu đều biết, đáng sợ vô cùng. Trương Khổ Mộc tỏ ý khen ngợi nói, rõ ràng là một người bản lĩnh, lại nhịn được lời chế giễu gièm pha. Xem ra hôm nay tôi nhường lại vị trí của mình cho cậu, là chuyện đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời. Đừng nói nhiều mấy lời nịnh hót nữa. Tô Thương cũng không hỏi tiếp chuyện của chị ấy, sau đó anh nói, nếu ông có thể hóa giải ân oán giúp tôi, chuyện này không nên trì hoãn. Tối nay ông lên đường đến Thái Sơn đi. Vâng. Trương Khổ Mộc nói mấy lời nịnh nọt xong, tò mò hỏi, điện chủ, cuối cùng mọi người gây thù kết oán như thế nào vậy? Cụ thể tôi cũng không rõ, đây là ân oán giữa nhà họ Tô và vùng đất Tế Trời. Tô Thương nói tiếp, nhưng mà mấy ngày trước, một người trẻ tuổi đến vùng đất Tế Trời. Địa Tông Hậu Kỳ đi với anh ta, còn có Tông Chủ Tông Vô Ảnh, Đoàn Tứ Hải. Thiên Tông Sơ Kỳ, bọn họ muốn tiêu diệt nhà họ Tô, từ đầu đến cuối toàn bộ đều bị tôi xóa bỏ. Đoàn Tứ Hải. Trương Khổ Mộc có hơi kinh ngạc. Sau đó cười nói, ông ta là đồ đệ của Sơn Chủ Thái Sơn. Nhưng mà không có gì, Sơn Chủ có gần trăm đồ đệ, chút ân oán này không tính là gì. Đúng rồi điện chủ, nhưng cậu có biết người trẻ tuổi ở Địa Tông cảnh giới tên là gì không? Trương Khổ Mộc thuận miệng nói, biết tên họ, tôi mới có thể tìm Sơn Chủ Thái Sơn xin tha thứ được. Ừm. Tô Thương gật đầu, nhớ lại rồi nói, người đó họ Thạch, hình như tên là Thạch Hiên. Đúng rồi tên là Thạch Hiên. Cái gì? Thạch Hiên. Trương Khổ Mộc vừa nghe, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, xác nhận lại mà hỏi, điện chủ, người không nhớ lầm chứ, thực sự là Thạch Hiên. Tô Thương cau mày, sao vậy, lai lịch anh ta rất lớn sao? Lớn. Lớn đến kinh ngạc. Trương Khổ Mộc lẩm bẩm nói, bởi vì người này, chính là cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn. Hơn nữa là một trong ba người có thiên phú trong những người cháu trai đó. Đoàn Tứ Hải cũng nói rồi, đích thực anh ta là cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn. Tô Thương nhớ đến lời Đoàn Tứ Hải, sau đó nhìn Trương Khổ Mộc thản nhiên nói, Trương Khổ Mộc, mọi chuyện ông cũng đã biết rồi đó, vậy thể diện của Dược Phương Điện, đủ lớn không? Cái này. Trương Khổ Mộc do dự mấy giây, cuối cùng cắn răng nói, đủ lớn. Điện chủ, cậu yên tâm được rồi. Chuyện này tôi thay cậu làm, nhất định không để cho vùng đất Tế Trời lại tìm nhà họ Tô gây phiền phức nữa đâu. Ồ! Nhìn thấy Trương Khổ Mộc chắc chắn như vậy, Tô Thương không khỏi thắc mắc hỏi, Trương Khổ Mộc, ông nghĩ ra biện pháp gì có thể khiến cho Sơn Chủ Thái Sơn có thể bỏ qua mối thù giết cháu trai sao? Điện chủ! Trương Khổ Mộc bình tĩnh lại. Rồi giả vờ cười bí hiểm nói, thật ra Dược Phương Điện của chúng tôi cũng có con át chủ bài, mà cũng đúng lúc Sơn Chủ Thái Sơn muốn cầu cạnh Dược Phương Điện, mà tôi đã nhận lời với cậu thì chắc chắn sẽ giải quyết chuyện đó, cậu đừng lo lắng. Được. Tô Thương hài lòng gật đầu, hoàn toàn không hỏi chi tiết nữa, mà nói, vậy thì chuyện này làm phiền ông rồi. Điện chủ khách sáo rồi, bây giờ cậu chính là tương lai của Dược Phương Điện, có thể san sẻ nỗi lo của cậu. Bảo vệ cậu trưởng thành, lớn mạnh là điều tôi nên làm. Trương Khổ Mộc nghiêm túc nói. Ha ha, lời này tôi thích nghe đấy.
Tô Thương khẽ cười nói, Trương Khổ Mộc, mặc dù tôi đã là điện chủ, nhưng vẫn chưa thích nghi được với các chuyện lớn, nhỏ của Dược Vương Điện, vẫn cần ông tới để thăm hỏi, ông không có ý kiến chứ? Trương Khổ Mộc cung kính nói, xin nghe theo mệnh lệnh của điện chủ. Tô Thương gật đầu, rồi nhìn Trương Khổ Mộc cười nói, còn nữa, tôi thấy ông ở cảnh giới Thiên Tông hậu kỳ đã lâu, ông có muốn trở thành Thiên Tông đỉnh phong không? Đỉnh phong, ánh mắt của Trương Khổ Mộc lóe lên tia khát vọng, cười khổ nói, đương nhiên là muốn rồi, chỉ cần đạt được Thiên Tông đỉnh phong, thì tuổi thọ của tôi ít nhất cũng được kéo dài thêm 10 năm, nhưng mà bây giờ tuổi thọ của tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi, e rằng không có cách gì để đột phá được. Cũng chưa chắc. Tô Thương nghe thấy như vậy, khẽ nhếch miệng nói, ông giúp tôi làm việc, tôi đương nhiên cũng sẽ không để ông làm không công. Như vậy đi, tôi cho ông một chút thời gian, chỉ cần ông gom đủ 1.000 viên đá năng lượng, thì tôi có thể tấn cấp giúp cho ông lên Thiên Tông đỉnh phong, ông thấy như thế nào? Tấn cấp sao? Đá năng lượng. Trương Khổ Mộc ngạc nhiên, rồi cười khổ nói, điện chủ, cậu chắc là đang nói đùa phải không? Ha ha, tôi nói tôi có thể chữa lành vết thương của ông không tin, kết quả là tôi làm được rồi. Tô Thương khẽ cười nói, bây giờ tôi nói tôi có thể giúp ông tấn cấp, ông cũng không tin, ông ngại gì mà không thử một lần xem, lỡ như tôi có năng lực đó thì sao? Được. Trương Khổ Mộc nghiến nghiến răng, nói tiếp, điện chủ, cậu đợi một lát, tôi lập tức đi gom đá năng lượng đây. Đi đi, Tô Thương phất phất tay. Được sự cho phép của Tô Thương, Trương Khổ Mộc lập tức rời đi. Cậu chủ. Lúc này, Hứa Sơn Cư vẫn luôn trầm mặc lên tiếng hỏi, cậu thật sự muốn giúp Trương Khổ Mộc tấn cấp sao? Nếu như ông ta trở thành Thiên Tông đỉnh phong rồi thì tôi không còn là đối thủ của ông ta nữa, đến lúc đó ông ta trở mặt ăn quỵt thì phải làm sao? Hứa Sơn Cư nói ra những lo lắng trong lòng mình. Không cần lo lắng, tôi nhìn người rất chuẩn. Trương Khổ Mộc sẽ không làm ra những chuyện đó đâu, bây giờ tôi đối với Dược Vương Điện mà nói cực kỳ quan trọng, ông ta chỉ có thể bảo vệ tôi, chứ sẽ không làm ra những chuyện bất lợi với tôi. Tô Thương nhìn về hướng 1 giờ, ánh mắt như nhìn xuyên thấu qua các vách tường, cười đùa nói, hơn nữa, ông thật sự nghĩ Dược Vương Điện đơn giản như vẻ bề ngoài sao? Sơn Trang Y Vân này ngoài Trương Khổ Mộc ra còn có một tồn tại khủng bố nữa đấy. Mặc dù người đó cực lực che giấu khí tức của mình nhưng vẫn bị tôi bắt được rồi. Tô Thương thản nhiên nói, mặc dù ông có thể ứng phó được với Trương Khổ Mộc nhưng đụng phải người đó, thì ông hoàn toàn không hề có tí lực trở tay nào, ông ta là người mạnh nhất mà tôi từng gặp qua. Cái gì? Hứa Sơn Cư nghe thấy lời này, lập tức kinh hãi vô cùng nói, cậu chủ, vậy chúng ta vừa rồi mới ép Trương Khổ Mộc thoái vị, há chẳng phải là... Ha ha! Tô Thương không lo ngại gì, cười nói, đừng sợ, tôi nói rồi, bây giờ tôi rất là quan trọng. Lúc nãy sở dĩ tôi ra tay đánh bại Triệu Khai Hán, cũng như thi triển cửu chuyển hồi xuân châm, chính là để biểu hiện ra giá trị của tôi đấy. Tô Thương nói tiếp, theo như bọn họ thấy thì tôi y võ song tu, thiên tư lại chắc tuyệt, tôi có giá trị tồn tại của mình, hơn nữa giá trị đó còn cực kỳ cao, cho nên người đó sẽ không ra tay đâu. Nếu như tôi không có đoán sai thì cách nghĩ của ông ta và Trương Khổ Mộc giống nhau, muốn bồi dưỡng ra một thiên tài xuất chúng, đợi sau khi nó lớn mạnh đến một cao độ nhất định rồi thì sẽ che chở được cho Dược Vương Điện. Nói đến đây, Tô Thương nhìn về trong không khí, khẽ cười nói, tôi nói đúng không, lão tiền bối. Tĩnh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời Tô Thương. Ha ha, ông không nói tôi cũng biết được đáp án. Tôi không có mục đích gì khác, tôi thực sự gặp chút rắc rối, tôi lo sợ vùng đất tế trời sẽ ra tay tàn sát nhà họ Tô, dựa vào năng lực hiện tại của tôi thì không có cách gì ngăn cản lại được, cho nên chỉ có thể đi tìm một chỗ dựa, bảo vệ cho nhà họ Tô. Tô Thương dường như tự lẩm bẩm một mình, nghiêm túc nói, tôi ở đây cam kết với ông, Dược Vương Điện bảo vệ tôi 1 giờ, tôi sẽ bảo vệ cho Dược Vương Điện 1 đời. Vừa dứt lời, Tô Thương ngồi khoanh chân lại. Hai mắt khép hờ, yên tĩnh đợi Trương Khổ Mộc quay trở lại. Về phần Hứa Sơn Cư thì cả người ông ta toát đầy mồ hôi lạnh, ông ta hoàn toàn không ngờ tới Sơn Trang Y Vân vậy mà lại có người còn mạnh hơn cả mình. Nhưng mà...
Không biết tại sao, rõ ràng là thực lực của cậu chủ không bằng mình nhưng khi ở bên cạnh cậu chủ thì ông ta lại có một cảm giác an toàn khó tả. Dường như tất cả các nguy cơ lớn nào ở trước mặt cậu chủ cũng đều bị cậu khống chế được. Đi theo một cậu chủ như vậy thật là vinh hạnh của mình mà. Hứa Sơn Cư thầm nghĩ trong lòng, lập tức mặt mũi tràn đầy kính trọng đứng yên sau lưng của Tô Thương, như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích. Khoảng 50 phút sau, Trương Khổ Mộc quay trở lại, khẽ gõ cửa. Vào đi, Tô Thương mở mắt ra, thản nhiên nói. Vâng. Trương Khổ Mộc đẩy cửa bước vào, cung kính nói, điện chủ, 1000 viên đá năng lượng đã được chuẩn bị xong. Sai người mang đá năng lượng vào đi, Tô Thương nói. Tuân lệnh. Trương Khổ Mộc đáp trả, rồi sau đó vẫy vẫy tay, liền có mấy người thầy thuốc ôm một dương gỗ lớn bước vào phòng. Điện chủ, tổng cộng có 10 dương gỗ, mỗi một dương gỗ chứa 100 viên đá năng lượng, mời điện chủ đến xem. Trương Khổ Mộc nhỏ giọng nói. Tô Thương khẽ gật đầu, rồi nhìn sang mấy thầy thuốc bên cạnh nói, mấy người lui ra cả đi. Vâng, điện chủ. Mấy người thầy thuốc vô cùng cung kính, khoanh tay, khom lưng lui ra khỏi phòng. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại 3 người Tô Thương, Hứa Sơn Cư, Trương Khổ Mộc. Trương Khổ Mộc, ông ngồi khoanh chân lại đi. Tô Thương thản nhiên nói, sau đó vẫn chuyển nội công tâm pháp là được rồi. Vâng. Trương Khổ Mộc không dám nghi ngờ, trong biểu cảm mang theo một tia hưng phấn, vội vàng làm theo lời của Tô Thương nói. Tiếp theo đó, Tô Thương kêu Hứa Sơn Cư mở dương gỗ ra, đem 1000 viên đá năng lượng đổ ra ngoài. Sau đó, Tô Thương bắt đầu bày trí trận pháp chuyển hóa, chỉ sau mấy phút là đã thành công rồi. Sau khi xong các công việc chuẩn bị, anh trực tiếp đem đá năng lượng nhập vào mắt trận, chuyển hóa trận trong nháy mắt đã được khởi động. Cứ như vậy, khoảng 3 tiếng sau thì Trương Khổ Mộc đã tấn cấp thành Thiên Tông đỉnh phong. Bởi vì nội công của Trương Khổ Mộc thâm hậu, bản thân chỉ còn cách một bước là tới Thiên Tông đỉnh phong, cho nên cũng cần không tiêu hao nhiều đá năng lượng, chỉ dùng hết hơn 600 viên mà thôi. Về phần số đá năng lượng còn dư lại đều được Tô Thương ném lên, thu vào vòng tay chứa đồ của mình. Trương Khổ Mộc, ông đã là Thiên Tông đỉnh phong rồi, nhớ kỹ chuyện đã nhận lời với tôi đó, tôi đi trước đây, nếu như có chuyện gì, có thể kêu Hoa Thời Mạc liên hệ với tôi. Tô Thương khẽ cười nói, đúng rồi, nói với lão tiền bối sau lưng ông biết, tôi không thích bị người ta ở bên trong lén quan sát. Còn nữa, thủ đoạn giúp người khác nâng cao thực lực này của tôi không hề có giới hạn, mặc dù trước mắt tôi chỉ có thể giúp người khác đạt tới Thiên Tông đỉnh phong, nhưng cùng với sự gia tăng thực lực của tôi thì đương nhiên cũng có thể tạo nên cái gọi là thần tông kia, thậm chí người luyện võ trên cấp bậc thần tông tôi cũng có năng lực khiến họ đột phá nữa. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là phải có đủ đá năng lượng, Trương Khổ Mộc, có lẽ ông có thể thu thập đá năng lượng trước, nói không chừng ngày nào đó tôi lớn mạnh rồi thì có thể giúp ông đạt được cảnh giới thần tông đó. Để lại những lời nói này xong, Tô Thương cũng không ở lại, mà dẫn theo Hứa Sơn Cư rời khỏi căn phòng. Ở hiện trường chỉ còn lưu lại một Trương Khổ Mộc với khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, rất lâu sau đó ông ta cũng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Tôi thật sự tấn cấp thành Thiên Tông đỉnh phong rồi. Còn có chuyện vung tay lên thì mấy trăm viên đá năng lượng biến mất tăm hơi. Cái này là thủ đoạn quỷ dị gì vậy? Trương Khổ Mộc cảm nhận một chút sức mạnh trong cơ thể của mình, biểu cảm liền kích động dị thường. Năng lực mà Tô Thương thể hiện ra, đã vượt xa tầm hiểu biết của ông ta ở thế giới này. Ha ha, thật thú vị mà. Chính ngay lúc này bỗng có một bóng người, lặng yên không tiếng động xuất hiện ngay bên cạnh Trương Khổ Mộc. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng, không rõ là đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng chắc hẳn phải trên 100 tuổi. Mặc dù ông ta đã rất già và có những vết hằn rõ trên khuôn mặt, nhưng ông đứng thẳng được một cách lạ thường. Dáng người to lớn, cao ngạo, lại thêm uy thế cường hãn, giống như một lão già cao 2 mét. Khiến người trước mặt bất giác phải cúi đầu xuống. Trương Khổ Mộc nhìn thấy người này thì lập tức khom người hành lễ, cung kính nói kính chào tổ sư gia. Không sai. Người này chính là tổ sư gia của Trương Khổ Mộc,
người có quyền lực cao nhất ở Dược Vương Điện, Trương Trọng Ngu. Trương Khổ Mộc 120 tuổi, mà ông ta có thể ở vai với ông nội của Trương Khổ Mộc thì chí ít cũng phải hơn 107 tuổi rồi. Lúc này, Trương Trọng Ngu nhìn về phía Tô Thương rời đi, khẽ cười nói, Tô Huyền Thiên này, hay chính là Tô Thương, quả nhiên thú vị mà, Dược Vương Điện chúng ta nhặt được của quý rồi, có lẽ lão môn chủ của Thiên Cơ Môn không hề tính sai, cậu ta chính là người có thể thay thế được cục diện của Dược Vương Điện. Lão môn chủ của Thiên Cơ Môn sao? Trương Khổ Mộc nghi ngờ nói, Tổ sư gia, ông đã mời Thiên Cơ Môn thăm dò thiên cơ rồi sao? Trương Trọng Ngu gật đầu, vuốt vuốt râu nói, dựa vào tin tức lúc trước thì Tô Huyền Thiên chẳng qua cũng chỉ mới giết chết được Bán Địa Đông mà thôi, trẻ tuổi như vậy mặc dù không nhiều nhưng nếu như Dược Vương Điện đưa ra điều kiện phong phú, đầy đủ thì chắc vẫn có thể tìm được người bằng lòng vì Dược Vương Điện mà cống hiến. Nhưng mà cũng chỉ là giết được Bán Địa Tông mà thôi, so với các thiên tài ẩn giấu của ba đại thế lực mà nói cũng không hơn kém bao nhiêu, căn bản không đáng để nhắc đến. Trương Trọng Ngu cười nói, nếu như không phải là lão môn chủ của Thiên Cơ Môn không nói với ông những lời đó, thì ông há lại kêu cháu đi huy động nhân lực, ở Giang Bắc nhỏ nhoi này mở ra đại hội y thuật, rồi lại còn kêu cháu nhường chức vị điện chủ lại cho một hậu bối nhỏ kia lên làm điện chủ chứ. Đúng vậy. Lý do tại sao Trương Khổ Mộc tổ chức đại hội y thuật ở Giang Bắc, lý do tại sao ông ta có thái độ tốt với Tô Huyền Thiên, và lý do tại sao ông ta ngầm bằng lòng cho Tô Huyền Thiên làm điện chủ, tất cả đều do tổ sư gia của ông ta chỉ dẫn. Lúc đầu Trương Khổ Mộc cũng vô cùng tò mò, sao tổ sư gia có thể đoán được ngày Tô Huyền Thiên sẽ đến, hơn nữa còn chắc chắn về ý đồ làm điện chủ của Tô Huyền Thiên, bây giờ Trương Khổ Mộc đã hiểu ra rồi. Thì ra tổ sư gia đã mời Thiên Cơ Môn đến xem thiên cơ rồi. Tổ sư gia, lão môn chủ đã nói với ông những gì vậy? Trương Khổ Mộc không nhịn được liền hỏi. Tạm thời không nói cho cháu biết được, sau này cháu sẽ hiểu ra thôi, cháu chỉ cần biết, Tô Thương là cứu tinh của Dược Vương Điện chúng ta, cậu ta có thể dẫn dắt Dược Vương Điện đi đến huy hoàng mà trước đây chúng ta chưa từng có. Trương Trọng Ngu nghiêm túc nói, cho nên, Khổ Mộc, nhất định phải bảo vệ cậu ta, đúng như lời cậu ta nói, Dược Vương Điện bảo vệ cậu ta một giờ, cậu ta sẽ bảo vệ cho Dược Vương Điện một đời. Vâng, tổ sư gia. Trương Khổ Mộc trịnh trọng trả lời, sau đó cười khổ nói, nhưng mà, tổ sư gia, Tô Thương gây ra rắc rối không hề nhỏ, cậu ta đã giết chết cháu trai ruột của Sơn Chủ Thái Sơn rồi. Ông đều nghe thấy hết rồi, nhưng mà, Khổ Mộc, cháu nghĩ sai một chuyện rồi. Trương Trọng Ngu cười nói, giết chết cháu trai ruột của Sơn Chủ Thái Sơn là chuyện nhỏ, ân oán giữa nhà họ Tô và vùng đất tế trời mới là rắc rối lớn. Hừ. Trương Khổ Mộc khựng người lại, sau đó dường như nghĩ tới cái gì liền nghiến răng nói, Tô, họ Tô. Tổ sư gia, lẽ nào nhà họ Tô ở Giang Bắc chính là người đã bắt đi Thạch Ngọc Yến tiểu thư? Đúng vậy. Trương Trọng Ngu gật đầu và nghiêm nghị nói, trong đại hội võ thuật giữa trăm môn phái cách đây hơn 20 năm, Thạch Ngọc Yến, con gái của Sơn Chủ núi Thái Sơn đã cạnh tranh với một thanh niên họ Tô để giành lấy vòng nguyệt quế, và kết quả là thất bại thảm hại. Đường đường là đại hội võ thuật của trăm môn phái, có tầng tầng lớp lớp thiên tài xuất chúng, tam đại thế lực còn cử đến cao thủ tuyệt đỉnh của tông phái mình đến tranh đấu, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị một kẻ ngoại đạo giành được vòng nguyệt quế. Trương Trọng Ngu nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói, còn người thanh niên họ Tô từ đầu đến cuối đều không tiết lộ họ tên, anh ta khai rằng mình tham gia vào đại hội võ thuật của trăm môn phái chỉ để nói với giới võ thuật rằng họ Tô trước đây, đã trở lại. Từ đó về sau, thanh niên họ Tô kia liền mai danh ẩn tích, không ai biết anh ta là ai, chỉ biết anh ta họ Tô mà thôi. Về sau, Thạch Ngọc Yến con gái của Sơn Chủ Thái Sơn, cũng giống như bị bốc hơi khỏi thế gian y như vậy, có người đoán cô ấy có cảm tình với người thanh niên họ Tô kia, cho nên đã cùng với thanh niên họ Tô kia bỏ trốn, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai biết được, cho dù là Sơn Chủ Thái Sơn cũng đều không biết rõ sự tình. Trương Trọng Ngu cười nói, ông cũng chỉ là mấy ngày trước ở chỗ lão môn chủ Thiên Cơ Môn nghe được ngọn nguồn chuyện này mà thôi. Sau khi Thạch Ngọc Yến bại dưới tay của thanh niên họ Tô kia, thì hai người đúng là có rơi vào lưới tình của nhau, thế là cô ấy liền đổi tên thành Giang Ngọc Yến cùng với thanh niên họ Tô kia đến Giang Bắc mai danh ẩn tích.
Trương Trọng Ngu nở một nụ cười, không sai, thanh niên họ Tô đó chính là cha của Tô Thương, Tô, Thần, Binh. Cái gì, lại có chuyện đó nữa sao? Trương Khổ Mộc khó có thể tin được, không nhịn được liền hỏi tiếp, tổ sư gia, tình hình của Tô Thần Binh, cháu cũng có biết, ông ta từng gia nhập quân ngũ, là đại tướng, nhưng mà cảnh giới cũng không vượt qua tông sư, giữa các nước có quy định. Cấp bậc tông sư trở lên của giới luyện võ không được phép tham gia vào cuộc chiến của đất nước. Mà quán quân của Đại hội Võ thuật của trăm môn phái, thực lực chắc chắn là thâm sâu khó lường, bây giờ đã hơn 20 năm rồi, Tô Thần Binh đã hơn 40 tuổi, thực lực của ông ta chắc chắn đã khủng khiếp hơn rất nhiều rồi mới đúng. Trương Khổ Mộc nói tiếp, nhưng dựa vào những gì cháu biết thì trong đoạn thời gian này nhà họ Tô rất là thảm, trước sau gặp phải rất nhiều nguy nan. Tô Thần Binh thì bị đánh đến 2 lần, nguy hiểm đến tính mạng, cái này giải thích không được mà, cứ coi như là ông ta ẩn giấu thực lực, cũng không thể trong lúc nguy cấp cũng không ra tay. Ha ha! Trương Trọng Ngu vuốt tròm râu rồi cười nói, ông ta. Năm đó, bị sụp bẫy rồi, sau khi tham gia đại hội võ thuật của trăm môn phái xong, ông ta gia nhập quân đội để tìm lối thoát trong cuộc tàn sát, nhưng thật không may, ông ta đã thất bại. Chuyện này. Trương Khổ Mộc mặt tràn đầy hoang mang, hỏi tiếp tổ sư gia, nhà họ Tô rốt cuộc có lai lịch như thế nào, vì sao năm đó Tô Thần Binh lại có thể có sức mạnh trấn áp được tất cả các thiên tài khác, lẽ nào nhà họ Tô so với ba đại thế lực còn khủng khiếp hơn sao? Cái này à? Nhắc tới nhà họ Tô, trong mắt Trương Trọng Ngu hiện lên một tia sợ hãi, lẩm bẩm nói, họ Tô trước kia là cấm kỵ trong giới võ lâm cổ đại. Hơn trăm năm nay không ai dám nhắc tới, phải biết rằng, đồ vật cũ của nhà họ Tô ở Côn Luân từ lâu đã trở thành đất vàng hết rồi, ngày nay càng không nên nhắc tới. Khổ Mộc, cháu phải nhớ kỹ, đừng bao giờ đắc tội với Tô Thương, đừng bao giờ đắc tội với nhà họ Tô, giới võ thuật tương lai chắc chắn sẽ là của nhà họ Tô, cái này không phải là do ông nói mà là do lão môn chủ tính ra được thiên cơ. Trương Trọng Ngu nghiêm túc căn dặn. Vâng. Biểu cảm Trương Khổ Mộc cực kỳ nghiêm túc, ghi nhớ kỹ trong lòng. Vùng đất tế trời, ông sẽ đích thân đi một chuyến, ha ha, lão môn chủ đã cho ông một cách để hóa giải chuyện này. Trương Trọng Ngu mỉm cười rồi nhìn sang Trương Khổ Mộc, thì thầm nói, Tô Thương, không, bây giờ nên gọi là điện chủ rồi. Thủ đoạn của điện chủ, đúng là dị thường, cậu ta có thể đem đá năng lượng chuyển hóa thành chân khí cho những người luyện võ tùy ý hấp thụ. Hiệu quả cũng ngang ngửa với đề hồ quán đỉnh, không tệ, không tệ mà. Nếu như điện chủ có lòng thì há chẳng phải có thể tùy ý tạo nên cao thủ thiên tông hay sao? Nghĩ đến đây, Trương Trọng Ngu dặn dò nói, Khổ Mộc, ra lệnh xuống dưới, cật lực đi thu thập đá năng lượng, cho dù là giá đắt cỡ nào cũng đừng để ý. Vâng. Trương Khổ Mộc cung kính trả lời, dường như đã thấy được sự huy hoàng. Cường thịnh của Dược Vương Điện dưới sự dẫn dắt của Điện Chủ. Sơn Chủ Thái Sơn Thạch Hạo Hãn, ha ha, ông già này tới đây. Trương Trọng Ngu lẩm bẩm cười nói, sau đó bóng dáng trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.